những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể bắt đầu khởi động cái công việc kinh doanh của chúng ta tại Rugby một cách hiệu quả hơn và thành công hơn nhé các anh chị ha. Rồi, ok, tất cả mọi người, hiện tại thì chúng ta có 17 anh chị em đang có mặt ở đây. Và ở đây là đa số là Thanh thấy là có các anh chị mới. Các anh chị nào chúng ta là người mới, chúng ta mới tham gia vào Rugby, chúng ta có thể là nhắn vào khung chat giúp dùm Thanh số 1 không ạ? Chúng ta nhắn cái tháng mà chúng ta nhắn cái thời gian mà chúng ta vào Rugby các anh chị, để Thanh biết là trong phòng chung chúng ta là có bao nhiêu người và hiện tại là chúng ta đang vào được bao lâu rồi. Ví dụ mình vô được 3 ngày hay 5 ngày, 1 tháng hay là nửa tháng gì đó, các anh chị nhắn vô khung chat giúp dùm Thanh để Thanh có thể nhìn thấy được các anh chị, để mà mình có thể là có sự hỗ trợ các anh chị sát sao ha các anh chị ha. Rồi. Tấn Hòa mới vô một năm ấy mà. Các anh chị mình tương tác đi. Nói chung là ngày nay là cái ngày của các anh chị Thanh, ngày nay sáng nay Thanh rảnh á, cho nên là mọi người cần hỗ trợ gì là mình có thể hỗ trợ. Mục đích của cái việc hỗ trợ này là giúp cho các anh chị có thu nhập á. Các anh chị có thu nhập cho mình á, các anh chị biết cách làm để các anh chị có thể là các anh chị rút ngắn cái con đường mà chúng ta có thể là thành công ở Rugby. Thay vì các anh chị vô các anh chị tự làm, các anh chị không có định hướng, các anh chị không có biết cách, các anh chị đi lòng vòng thì chúng ta sẽ mất thời gian nè. Nhưng mà khi chúng ta biết được, hiểu ra được cái công việc của chúng ta rồi, chúng ta làm đúng theo những cái gì mà chúng ta hướng dẫn á, thì chúng ta sẽ nhanh có kết quả và chúng ta sẽ đỡ phải mất thời gian công sức của mình hơn ha. Rồi, có một bạn vô được 3 ngày, cái này chúng ta có thể đổi tên á các anh chị. Ở đây là Thanh thấy còn Apple nè. Đổi tên mình mai mốt mình vô mình đổi tên để mình biết luôn ha. Ngày đầu tiên của bạn Tú là ngày đầu tiên. Rồi, còn các anh chị khác thì sao? Ở đây mình có 22 anh chị em tham gia vô đây. Tuy nhiên thì chỉ có một vài anh chị em chúng ta là tương tác thôi. 3 ngày. Còn một số anh chị khác đang vào các anh chị ha. Các anh chị tương tác đi, các anh chị giao lưu với nhau để chúng ta có thể làm quen, chúng ta biết nhau này. Chứ nhiều khi các anh chị thứ nhất là chúng ta không có bật cam là cũng chả ai biết ai, rồi không biết các anh chị có còn ngồi ở đó hay không. Rồi mình đang làm gì đúng không? Rồi, chào chị Dung. Chị Dung hay là anh Dũng ha, không biết. Ok, thì có các anh chị vào mới ngày đầu tiên, vào 3 ngày, có anh chị thì vào được 1 tháng, 2 tháng, vân vân. Thì cái việc mà vào trước, vào sau á, thì cái công việc ở Rugby cũng như nhau. Có nghĩa là công việc của mình ở đây là một cái cơ hội kinh doanh của chúng ta tận dụng thời gian trong những cái giờ rảnh để chúng ta có thêm nguồn thu nhập. Chúng ta có thể là chúng ta cải thiện cái cuộc sống chúng ta và chúng ta có thể là làm một cái công việc mà nó linh động thời gian. Thì ở đây xác định là chúng ta đó là công việc kinh doanh online, cho nên là chúng ta chỉ cần cái điện thoại di động để chúng ta có thể là chúng ta có thêm nguồn thu nhập ở đây rồi. Và với cái sự hỗ trợ cái nền tảng của Rugby thì các anh chị có khá đầy đủ các đường đi nước bước hết rồi, về mặt sản phẩm cũng như là về cái hỗ trợ về huấn luyện đào tạo cũng như là cái chương trình marketing và vân vân, là mình được hỗ trợ. Cái việc còn lại là chúng ta hành động, là chúng ta có kết quả, nhưng chúng ta hành động như thế nào và chúng ta bắt đầu từ đâu, giờ đây chúng ta đang gặp khó khăn gì, thì các anh chị trong trong cái buổi hôm nay các anh chị cứ nói ra hết đi, để mà mọi người biết các điểm khó khăn của các anh chị là ở đâu, thì mọi người sẽ hỗ trợ. Ở đây cũng có rất là nhiều mentor cũng như là coach, thì mọi người có thể là lắng nghe chia sẻ cái kinh nghiệm của mình để mình học tập lẫn nhau, để mà mình có thể là làm tốt hơn và có kết quả nhanh hơn trong cái công việc ở Rugby ha các anh chị ha. Rồi bây giờ Thanh xin chia sẻ màn hình đi xíu ha. Hiện tại thì chúng ta có 24 anh chị em rồi. Nếu mà anh chị em nào mà chúng ta còn đồng đội của mình á, thì các anh chị có thể là nhắn đồng đội của mình vào. Tại vì á, thực ra cái sự hỗ trợ mà mình tập trung như vậy nè, nó đỡ rất là nhiều cái thời gian, và các anh chị cũng có thể là mình có thể giao lưu với nhau luôn. Chứ còn bây giờ mà cứ mỗi ngày mà mọi người cứ gọi điện từng người không có thời gian đó các anh chị. Bây giờ đội nhóm nó rất là rộng rồi. Nó không còn dừng lại một người, hai người, mà nó là trăm người. Thì bây giờ một ngày cứ người này hỏi mà hỏi những cái rất là đơn giản, thì nó rất là mất thời gian luôn. Cho nên là mọi người tranh thủ những cái buổi như thế này, mình vô mình có thể giao lưu, mình học hỏi và
mình trình bày những cái khó khăn của mình á, để được sự hỗ trợ ha mọi người ha. Rồi, để Thanh được phép chia sẻ màn hình. Rồi, các anh chị đừng có ngần ngại gì ha. Chúng ta không có ngần ngại gì, chúng ta cứ giao lưu với nhau. Có gì chúng ta cứ nhắn lên khung chat Tấn Hòa với lại Tùng hỗ trợ hot giùm người mới giúp giùm Thanh nha. Để mọi người chúng ta có thể vô luôn. Rồi, không biết là các anh chị đã nhìn thấy cái màn hình Thanh chia sẻ cho các anh chị. Rồi thì cái buổi này thì Thanh giúp các anh chị là hướng dẫn các anh chị kinh doanh theo mình đi theo bài bản đúng các bước ha các anh chị ha. Vậy thì khi mà các anh chị vào đây á thì cơ bản các anh chị biết cái công việc của mình ở đây và vị trí của các anh chị. Khi các anh chị vào thì những người mới, đặc biệt thì các anh chị có thể là các anh chị đang ở cái vị trí là cộng tác viên, có các anh chị thì đang mình đã là đại lý rồi, và có các anh chị thì mình cũng đã làm một cái thời gian và mình cũng có một cái vị trí ở Ruby rồi. Vậy thì á, với cái vị trí của mình hiện tại, các anh chị có thể ghi vào khung chat giúp giùm Thanh không, để Thanh biết là các anh chị đang ở cái vị trí nào. Nếu cộng tác viên thì các anh chị ghi cộng tác viên, nếu đại lý các anh chị ghi đại lý ha. Ngày nay chúng ta ngày nghỉ cho nên ta thông thả, cho nên có những khó khăn gì các anh chị nhớ, các anh chị cứ trình bày hết nha các anh chị ha. Rồi, Thanh vẫn thấy còn rất là ít người tương tác các anh chị. Các anh chị cứ tương tác đi, đâu có sao đâu. Mình tương tác để mình biết nhau, tương tác để mình hỗ trợ nhau. Thực ra cái buổi này mục đích là giúp cho các anh chị đó, cho nên mình cứ tận dụng ha, tận dụng tối đa. Rồi thì anh thấy cũng có rất là nhiều các anh chị là đại lý, tuy nhiên cũng có nhiều các anh chị là cộng tác viên. Thì vì ở đây thì vô thì các anh chị cũng biết được mình đang ở cái vị trí nào, cấp bậc nào, thì nó có những cái cấp bậc. Khi mà chúng ta lên Zoom chúng ta hay nghe chữ mentor, mentor thì mentor là họ là để như thế nào, rồi những người là coach 1 sao, 2 sao, 3 sao là như thế nào hả các anh chị ha. Ở đây á, các anh chị nếu các anh chị vào đầu tiên á, mình đóng 599.000 thì cái vị trí của mình hiện tại là cộng tác viên. Nhưng khi các anh chị mà vào mình ta có ký quỹ 2,5 triệu nữa thì các anh chị ngay lập tức mình được trở thành đại lý 1/2. Đại lý 1/2 còn gọi là một đại lý mới các anh chị. Đại lý mới thì cái hoa hồng của các anh chị cũng giống như đợt cộng tác viên, cho đến khi các anh chị bán được 1 triệu B-boy, tức nghĩa là tương đương với 2,5 triệu tiền hàng, thì lúc này các anh chị đã chính thức lên đại lý chuẩn. Và đại lý chuẩn thì từ đó trở về sau các anh chị là một là chuẩn luôn. Các anh chị không có các anh chị sẽ được cái hoa hồng cao hơn. Hoa hồng chúng ta sẽ là 30-45% ha. Rồi vậy thì chúng ta cơ bản là chúng ta biết cái vị trí mình mới thì mình quan tâm tới cái khúc này đi nè, cộng tác viên nè, đại lý chuẩn. Rồi khi mà các anh chị làm, các anh chị lên mục tiêu, các anh chị lên những cái code 1 sao, 2 sao, 3 sao á. Code 1 sao thì khi mà các anh chị và đội nhóm của mình, nói chung là doanh số của cả nhóm các anh chị đạt cái doanh số là 30 triệu B-boy. Có nghĩa là tương đương với 60, khoảng tầm 65 triệu tiền hàng á, thì chúng ta sẽ trở thành code 1 sao. Và khi trở thành code 1 sao thì chúng ta lại có thêm một cái nguồn thu nhập nữa, đó là hoa hồng bán lẻ. Hoa hồng sỉ á. Mình bán lẻ thì mình có hoa hồng bán lẻ, nhưng mà khi mình có cái doanh số đạt cái mức quy định của công ty thì mình lại có thêm một cái nguồn thu nhập nữa, đó là hoa hồng sỉ. Hoa hồng sỉ chúng ta sẽ dao động từ 6% đến 12%, còn hoa hồng bán lẻ thì chúng ta dao động ở cái mức đó là 30-45%. Đó, và từng bước chúng ta đã có code 1 sao nè, code 2 sao, code 3 sao. Code 1 sao là 30 triệu B-boy. Theo như cái cũ thì chúng ta là 30 triệu B-boy. Code 2 sao thì chúng ta là số điểm đạt 60 triệu B-boy, tương đương với 9%. Code 3 sao thì chúng ta sẽ cái doanh số chúng ta là 120 triệu B-boy, tương đương với 12%. Và khi các anh chị làm giữ trong một năm tài chính mà các anh chị đạt được 6 tháng liên tục là code 3 sao thì chúng ta trở thành mentor 1 sao.
Và khi chúng ta có được 3 nhánh ở dưới tách thì chúng ta trở thành mentor 3 sao, mà họ có 6 nhánh tách hoặc là 9 nhánh tách, 12 nhánh tách thì tương ứng với số nhánh tách là chúng ta có cái tên sao tương ứng. Thì bây giờ các anh chị chỉ biết cái lộ trình như vậy ha. Thanh nói nhanh cái phần này tại vì mình đi tới đâu thì mình sẽ hiểu về cái phần đó. Rồi, thì cái đối với cái sơ đồ trả thưởng á các anh chị nó rất là rộng luôn. Cho nên nó có rất rất là nhiều cái giá trị đằng sau mà các anh chị mới mình chưa có hiểu tới. Nhưng mà thật sự đây là một cái mô hình, một cái sơ đồ rất là thông minh và rất là hay luôn và rất là công bằng. Có nghĩa ai làm người đó hưởng, anh chị làm anh chị hưởng ha. À, người trên làm người trên hưởng, chứ các anh chị làm không có chiết một cái phần cái thu nhập nào của các anh chị mà lên cho người trên hết. Các anh chị phải hiểu được điều đó. Và bản thân các anh chị vào đây, các anh chị làm chăm chỉ là các anh chị có tiền cho các anh chị. Chứ còn ví dụ như khi mà ở đây nó rất là công bằng. Ví dụ như bây giờ ngoài cái hoa hồng bán lẻ đi nè, Thanh sẽ nói rõ hơn để mọi người có thể hiểu. Khi mà mình hiểu được cái giá trị là tự động là các anh chị sẽ hành động, các anh chị làm thôi. Còn bây giờ các anh chị chưa có hiểu cái giá trị cho nên các anh chị còn làm theo kiểu là mình làm từ từ làm lên á, thì nó sẽ không có cái kết quả nhanh. Ở đây á, nó sẽ có cho mình một cái con đường đi rất là dài luôn ở đây. Và mỗi một cấp bậc á, sẽ mở ra cho các anh chị một cái khám phá mới. Và nó rất là hay, rất là tuyệt vời luôn. Từng mức nó có cái điểm thưởng. À, mình á, thì mình được thưởng là thứ nhất là chúng ta được thưởng cuối năm. Và mình được thưởng cái du lịch. Đối với những anh chị đạt cái doanh số theo quy định. Ví dụ các anh chị đạt Y7. Y7 có nghĩa là 7 tháng anh chị là code 3 sao. Thì các anh chị cuối năm được 20 triệu cùng du lịch 5 sao hai vợ chồng nước ngoài. À, du lịch nước ngoài 5 sao, chuẩn 5 sao hai vợ chồng. Rồi Y9 thì nó lại được 30 triệu cuối năm. Y12 là 45 triệu cuối năm. À, và chuyến du lịch vân vân. Là thì hiện tại trong công ty mình á, cái cao nhất đó là Y12, đó là Mai Hậu hiện tại là đạt cái danh hiệu là mentor 12 sao á, thì thưởng cuối năm nay Mai Hậu sẽ được 300 triệu và được thưởng một chiếc xe VinFast trên 1 tỷ này, rồi được thưởng du lịch 6 sao. Và khi mà được cái cấp bậc này thì cứ mặc nhiên cứ cuối năm là được 300 triệu thôi, thưởng hàng năm này các anh chị ha. Thì tương ứng với những cái này thì chúng ta có những cái mức này. Cho nên ở đây á, và còn rất rất là nhiều nữa, có nghĩa là tới 50 sao thì chúng ta lại có cái mức thưởng rất là cao rồi. Tại sao mình nói về cái này để cho các anh chị mình nắm được, hiểu được là cái con đường các anh chị rất là rộng mở ở trước trước. Nếu các anh chị tập trung, các anh chị làm thì các anh chị sẽ khám phá từng bậc và nó hiển nhiên là nó rất là thực tế luôn các anh chị. Khi mà chúng ta tập trung chúng ta làm thì chúng ta có thôi. Rồi, và ở đây á các anh chị khi mà vào đây cái công việc làm hàng ngày của mình là gì? Đó là cái công việc bán hàng và lan tỏa. Giống như Thanh nói khi nãy, khi chúng ta bán hàng á thì chúng ta có hoa hồng bán lẻ. Còn khi chúng ta lan tỏa thì chúng ta có hoa hồng sỉ. Nói nôm na như thế này nè. Ví dụ như các anh chị bán Lan là cộng tác viên thì cái hoa hồng các anh chị có 15-20% thôi. Bây giờ các anh chị bán 1 triệu tiền hàng thì các anh chị chỉ có là 150-200 nghìn thôi, là khi mà các anh chị ra doanh số 1 triệu. Nhưng mà đối với đại lý thì cái hoa hồng các anh chị cao hơn. Hoa hồng các anh chị cao hơn. Đồng thời khi là đại lý thì ngoài cái hoa hồng này ra các anh chị còn được cộng điểm. Và cái điểm đó khi mà cộng lại đáp ứng được cái số điểm quy định công ty thì các anh chị sẽ có được cái hoa hồng sỉ là 6%-12%, tương đương với các anh chị có hai đầu thu nhập. Một là các anh chị có thu nhập bán lẻ, hai là các anh chị có thu nhập thông qua cái việc chúng ta lan tỏa, chúng ta chia sẻ. Bây giờ các anh chị ở ngoài á, các anh chị đi chia sẻ một cái các anh chị đi mua họ đồ ở siêu thị đi, thì các anh chị đến các anh chị mua, các anh chị thấy đồ đó các anh chị thấy cái sản phẩm đó tốt, các anh chị giới thiệu cho người khác thì người ta lại vô siêu thị người ta mua, thì các anh chị đâu có được cái gì đúng không? Nhưng khi các anh chị đã sở hữu cái siêu thị của mình rồi, sản phẩm mình tốt, các anh chị giới thiệu ra, các anh chị bán được hàng, cái doanh số các anh chị cao thì các anh chị có cơ hội có thêm cái nguồn hoa hồng sỉ này. Nhưng một mình các anh chị bán thì nó rất là khó để đạt những cái cấp bậc cao hơn. Vậy thì các anh chị lan tỏa cái cơ hội kinh doanh này cho nhiều người, thì những người đó vào sẽ bán cùng với các anh chị, thì lúc đó cái cơ hội các anh chị được đạt cái hoa hồng sỉ này nó sẽ nhanh hơn. Thay vì một mình bán ra 30 triệu B-boy để được cái hoa hồng 6%, hoa hồng sỉ nó khó, thì bây giờ 10 người ở dưới mình bán thì lúc này mình sẽ nhanh hơn để có cái hoa hồng sỉ này. Tại vì điểm số là cộng hết toàn nhóm các anh chị á, bản thân cá nhân của từng người vẫn được cộng trọn nha, chứ không phải là chia điểm ra mà cộng lên là không phải. Có nghĩa là ví dụ bạn A bán được cái hoa hồng bán lẻ tháng này là được ví dụ như bạn A bán để hoa hồng tháng này là được 10 triệu tiền hoa hồng bán lẻ đi, và đồng thời là bạn này có được
5 triệu b-boy. Vậy thì cái người mà hướng dẫn bạn A đó 5 triệu bán lẻ, người đó không được hưởng gì cả. Người kia hưởng trọn nha, chứ cái người dẫn dắt không có được hưởng cái hoa hồng bán lẻ, không có chia lên đâu. Còn cái điểm số thì cái người đó vẫn hưởng trọn. Tuy nhiên thì cái người hướng dẫn công ty cộng 2 lần, vừa cho cái người kia và vừa cho cái người hướng dẫn, để mà khuyến khích cũng như là cảm ơn cái người, cái công lao mà mở rộng kênh phân phối cho cái người hướng dẫn thôi. Cho nên là khi mà các anh chị vào, các anh chị làm song song hai việc, thì các anh chị có thể nhận thu nhập vào ngày mùng 10 và ngày 15 của công ty. Ngày 15 là chúng ta nhận cái hoa hồng huấn luyện đào tạo á. Ví dụ như nè, ví dụ như bây giờ doanh số chúng ta 20 triệu điểm đi, doanh số chúng ta 20 triệu đồng và điểm số là 8 triệu b-boy. Giả sử như vậy, hay lấy một cái ví dụ, ví dụ như tháng này bán được 20 triệu tiền hàng và điểm b-boy là 8 triệu. Vậy thì nếu như mình là cộng tác viên, mình được hoa hồng đâu đó 3 triệu. Nhưng nếu mình đang là đại lý thì hoa hồng của mình sẽ là 6 triệu. Bên cạnh cái 6 triệu hoa hồng này, mình còn được tích điểm, đó là 8 triệu này. Còn cái ông cộng tác viên, ông không có được tích điểm, ông không có được cơ hội lấy quá hoa hồng sĩ kia. Các anh chị kịp tới đây không? Có nghĩa là nếu như các anh chị ở vị trí đại lý, các anh chị sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn cộng tác viên là các anh chị chỉ làm chơi thôi, chứ hoàn toàn là ở cộng tác viên là các anh chị làm nó không có bền. Có nghĩa là cái thu nhập mình nó sẽ không có bền. Khi mà các anh chị xác định vào đây, các anh chị kinh doanh rồi, thì các anh chị tìm mọi cách để chúng ta có thể cho mình một cái vị trí, đó là đại lý trưởng ha, để chúng ta tập trung vào chúng ta kinh doanh. Và khi chúng ta đã đăng ký vào đây rồi, nếu như chúng ta không đăng ký thì thôi, nhưng mà đã đăng ký vô đây rồi, bây giờ chúng ta đã đóng cái 599 rồi, vậy thì mình đã xác định đây là một cái cơ hội. Rất là nhiều người thành công ở đây, rất là nhiều cái thuận lợi cho chúng ta kinh doanh. Thì chúng ta cứ quyết tâm chúng ta làm, chúng ta tập trung chúng ta làm đi, để chúng ta được hưởng cái, chúng ta có một cái hoa hồng mỗi tháng nó ổn định, nó bền vững, đúng không các anh chị? Vậy thì nếu ai là cộng tác viên thì chúng ta tranh thủ, chúng ta tìm cách để chúng ta lên đại lý. Tại vì đại lý chúng ta sẽ hưởng cái hoa hồng cao hơn, và chúng ta còn có cơ hội cộng điểm để chúng ta hưởng cái hoa hồng sĩ kia vào ngày 15. Vậy thì lấy cái ví dụ này, nếu như doanh số của người A này 20 triệu điểm, 20 triệu tiền hàng á, bán được 20 triệu tiền hàng, tương ứng số điểm khoảng đâu đó là 8 triệu điểm, thì cái ông đại lý ổng được 6 triệu tiền hoa hồng và ổng được cộng 8 triệu điểm. Vậy thì cái điểm này nó sẽ được cộng dồn từ ngày mùng 1 cho tới ngày 30, 31 của tháng đó, nếu như số điểm nó đạt cái mức quy định của công ty. Là 30 triệu điểm, 60 triệu điểm hoặc 120 triệu điểm thì mình lại có thêm cái khoản thu nhập là 6%, 9%, 12%. Các anh chị kịp tới đây chưa các anh chị? Mình có kịp tới đây không? Có nhanh quá không? Hay là gì các anh chị cứ ghi vô cái khung chat để Thanh biết, Thanh điều chỉnh lại ha. Các anh chị còn nghe Thanh nói không vậy? Thấy im re không? Thì cũng ớn ớn. Không biết mình nói có ai nghe rồi, không biết nghe có hiểu không? Các anh chị cứ tương tác vô đây đi các anh chị. Rồi ok. Và Liên cười gà gà là sao Liên? Ok các anh chị ha. Không sao các anh chị. Nói chung là mình làm tới đâu mình sẽ hiểu tới đó, nó hay dữ lắm luôn á. Các anh chị là xác định là mình đã chọn đúng đường đi rồi, giờ thì mình chỉ đi, mình chỉ bước đi là mình tới thôi. Rồi, vậy thì anh nói lại nha. Nếu như các anh chị là đại lý, các anh chị bán lẻ, các anh chị có hoa hồng 30 đến 45% hoa hồng, đây gọi là hoa hồng bán lẻ. Và nếu như các anh chị bán cái số lượng nhiều, một mình các anh chị không có đội nhóm mà các anh chị có khả năng bán nhiều, thì các anh chị cũng có được cái khoản này. Tại vì nó tính tổng điểm của tháng thôi, tính tổng điểm của tháng. Mà tổng điểm của tháng chính là điểm cá nhân của các anh chị cộng với toàn đội nhóm của các anh chị lại để ra cái số điểm này. Vậy thì nếu như toàn nhóm chúng ta cộng lại, một mình các anh chị bán 30 triệu b-boy tương đương với 65 triệu tiền hàng, vất vả có. Nhưng nếu như các anh chị có ở dưới mình 10 người, thì mỗi người bán chỉ cần 3 triệu b-boy là các anh chị ra 30 triệu này rồi, là các anh chị mặc nhiên có cái khoản thu nhập là 1 triệu 8 thêm đó. Các anh chị kịp không? Vậy thì các anh chị có 20 người bên dưới, 30 người, 50 người, 100 người, thì cái số điểm này nó rất là dễ. Mỗi người chỉ bán 1 triệu b-boy tương đương 1 triệu, 2 triệu tiền hàng và cộng dồn lại, thì các anh chị có được những cái khoản thu nhập này, gọi là cái hoa hồng sĩ. Vậy thì bây giờ các anh chị đầu tiên các anh chị phải làm tốt cái việc bán hàng, các anh chị có cái hoa hồng bán lẻ, sau đó các anh chị có được đồng đội nữa, thì các anh chị sẽ có thêm cái hoa hồng sĩ này. Vậy thì công việc song song của các anh chị ở trong Groupie là gì? Là mình đi bán hàng và mình đi lan tỏa.
mình trao cơ hội này để giúp đỡ nhiều người cùng bán hàng và giúp đỡ nhiều người có thu nhập ở cái môi trường này. Thì khi mà người ta có thu nhập thì mình cũng có thu nhập. Tóm lại là như vậy. Và khi mà họ muốn có thu nhập như mình thì họ cũng đi phát triển ra giống như mình, thì họ có cơ hội như nhau. Tất cả đều rất là công bằng, ai làm thì người đó hưởng, làm nhiều hưởng nhiều thôi. Các anh chị kịp tới đây chưa ạ? Và khi mà các anh chị đã đạt cái, ở đây là 30 triệu V-Boy, là hồi nãy giống như mình nói là code 1 sao này, code 2 sao này, code 3 sao này. Vậy thì code 3 sao là 120 triệu V-Boy. Nếu như trong năm đó mà các anh chị đạt 12 tháng liên tục thì các anh chị đạt Y12. Đạt Y12 thì mặc nhiên cuối năm đó các anh chị được thưởng 45 triệu thôi. Và các anh chị được đi du lịch hai vợ chồng 5 sao ở nước ngoài. Và mỗi năm chúng ta có cơ hội đi một nước, khám phá những cái nước khác nhau ở trên thế giới. Đó thì cái hướng của mình là như vậy. Vậy thì bây giờ để đạt được cái hoa hồng bán lẻ, để có cái thu nhập và mình có thêm một cái thu nhập bền vững ở đây nữa. Khi mà các anh chị có đồng đội, các anh chị bền vững rồi, cho dù tháng đó các anh chị bán ít đơn, các anh chị vẫn có được, vẫn được cái khoản thu nhập này. Cái đó gọi là cái nguồn thu nhập mà thụ động đó các anh chị. À, khi mà các anh chị đã hướng dẫn thành công, dẫn dắt thành công một nhánh, hai nhánh nào đó phát triển rồi, họ tự vận hành rồi, thì mặc nhiên mình sẽ có được cái thu nhập này. Vậy thì tại sao Thanh nói cái phần này? Mục đích là để cho các anh chị hiểu được cái giá trị, để mà các anh chị mới bắt tay vào cái chị hành động, và hành động như thế nào và làm từng bước như thế nào thì tiếp tục đây Thanh sẽ hướng dẫn luôn ha. Rồi, vậy cái phần này các anh chị kịp chưa? Các anh chị kịp tới đây rồi ha. Rồi, đó. Vậy thì vào đây á, các anh chị mình vào, mình là người mới, thì mình không có mong cầu cái thu nhập là dạng như là 100, 200 triệu hoặc 30, 40 triệu. Mình sẽ cho mình một cái sức phát điểm. Thí dụ như mình vô mình lại đại lý đi. Ít nhất mình trong một cái tháng đó mình phải lên đại lý chuẩn, và mình sao cái hoa hồng mình đủ cái tiền mà mình ký quỹ vô, coi như là quề vốn cho là thấy là ok đúng không? Nhưng mà khi các anh chị, nếu các anh chị biết cách, các anh chị học tập, các anh chị làm, thì cái hoa hồng các anh chị cao là chuyện bình thường. Giống như trong đội nhóm của Thanh có bạn Hùng á. Bạn Hùng là sinh viên mới ra trường thôi. Bạn Hùng là sinh viên mới ra trường hay là không có mối quan hệ gì ở ngoài nhiều đâu các anh chị. Nhưng mà khi mà vào á, với một cái khát khao là có một cái nguồn thu nhập, với một cái khát khao là vào đây mình được học tập, mình được trải nghiệm, mình được phát triển, cho nên bạn làm rất là quyết liệt. Và bạn có tâm sự là khi mà mới vô em chỉ muốn là em đủ cái tiền ký quỹ thôi. Đủ cái tiền ký quỹ để quề vốn là mình bỏ ra 3 triệu. Như đủ cái tiền ký quỹ là 2,5 triệu để mình gỡ vốn. Nhưng mà trong một tháng làm việc chăm chỉ thì cái thu nhập của bạn là đến hiện tại là 25 triệu gấp 10 lần, là bạn cũng không ngờ luôn. Và khi đó bạn hiểu ra cái giá trị và bạn đã lên cái mục tiêu là tháng năm, bắt đầu từ tháng này là bạn lên, bạn vạch ra một cái mục tiêu rất là rõ là mình sẽ bước kế tiếp, mình sẽ làm gì. Vậy thì để làm được thì các anh chị phải chủ động, các anh chị mình phải chủ động. Bây giờ mình vào đây, bây giờ hình dung, các anh chị hình dung mình vào đây là mình được đào tạo. Tuy nhiên những cái buổi đào tạo nó rất là nhiều. Có những anh chị là rối, không biết cái gì mà học, không học quá trời học, sáng học, trưa học, tối học. Rồi học xong rồi các anh chị cũng không biết mình phải làm gì, không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì bây giờ mình phải hệ thống lại là gì? Các cái chương trình học á các anh chị. Mình vô đây nè, cái chương trình đào tạo nè. Cái chương trình đào tạo là cái chương trình mà các anh chị phải trang bị cho mình. Bây giờ các anh chị đi bán hàng mà các anh chị không có kiến thức, các anh chị không có kỹ năng, các anh chị là người tay ngang. Bây giờ các anh chị mới vào, các anh chị đùng, các anh chị đòi đăng bài, rồi các anh chị đi đăng lên khắp các trang mạng, và các anh chị này kia, các anh chị chưa có cái kiến thức nền tảng, các anh chị vội vàng, các anh chị đăng lên tới chừng người ta hỏi, các anh chị không biết tư vấn như thế nào, rồi đăng lên, rồi các anh chị để đó, các anh chị không biết cách đăng nữa, rồi người ta không biết bài, không tương tác, không có nổi lên, không có gì hết, rồi không có ai hỏi. Một tuần sau các anh chị chán, các anh chị nói trời ơi vô đây khó quá. Nhưng mà thực ra các anh chị làm sai trầm trọng luôn, quá sai. Mình phải làm từng bước, vậy thì một cái chương trình mà các anh chị phải bắt buộc tham gia đó là chương trình tối thứ tư. Chúng ta có thể ghi chú lại, tối thứ tư thì nó sẽ có cái chương trình là đào tạo bán hàng và đào tạo tuyển dụng. Vậy thì anh chị nào đang tập trung bán hàng thì mình phải chọn cái zoom bán hàng. Anh chị nào tập trung tuyển dụng thì mình chọn cái zoom tuyển dụng. Nếu như các anh chị là người mới nha, ví dụ các chị vô ngay ngày thứ tư mà trong ngày thứ tư nó quá trời zoom luôn, có zoom bán hàng, có zoom là dạy về sữa, có zoom dạy về xăm, có zoom dạy về nước giặt vân vân,
các anh chị thấy anh chị thích bán xăm, các anh chị nhào vô các anh chị bán xăm, học xăm, học kiến thức xăm. Nhưng mà nếu là người mới thì đầu tiên mình phải có cái nền tảng trước cái đã, mình học cái cách bán hàng trước. Rồi sau đó mình học xong cái buổi này thôi các anh chị, học cái buổi này xong chúng ta nhảy qua, chúng ta học qua cái sản phẩm đâu có muộn, chúng ta có thể học lại mà. Rồi, vậy thì cái buổi này đặc biệt nha, cái buổi mấy cái buổi mà bán hàng á với tuyển dụng không có bản ghi đâu nha. Cho nên là mình phải tập trung mình học, ví dụ ngày nay thứ hai nè. Thì cái ngày thứ ba là cái kung fu, là chúng ta học cái kung fu. 357 là kung fu. 357 là kung fu. Kung fu thì chúng ta có 6 buổi thôi. Mình học 2 tuần làm xong cái kung fu rồi. Còn thứ tư là đào tạo bán hàng và đào tạo tuyển dụng. Thì mình sẽ tập trung là thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy. Đó là mình tập trung 2 cái tuần đầu tiên, là chúng ta đừng có bỏ lịch. Đừng có bỏ lịch. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy, 7 giờ rưỡi là chúng ta học 2 tuần liên tục đó, không bỏ lịch vào những buổi đó. Còn lại là chúng ta học sản phẩm ha. Rồi, còn cái chương trình, những cái chương trình khác thì chúng ta cơ bản là chương trình của hệ thống là như thế này. Mình sẽ để ý, ví dụ chương trình chia sẻ những cái quản lý về tài chính, hoặc là những chương trình chia sẻ những từ ước mơ đến thành công, chấp cái ước mơ đồng quan, thì những cái chương trình này là chia sẻ của những người thành công, thì mình cập nhật trên cái nhóm lịch dâm á. Nhưng mà cái cơ bản mà Thanh nói là các anh chị chú ý 2 tuần đầu các anh chị tham gia nha, đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy, học 2 tuần liên tục như vậy, từ 7 giờ rưỡi chúng ta học, chúng ta ghi chép lại nội dung á. Đào tạo thì người ta liên tục cập nhật, ví dụ như khi nào chúng ta học xong qua một lần đó, và chúng ta có thời gian rảnh, chúng ta muốn học kỹ lại, thì qua những cái buổi tiếp theo chúng ta cũng có thể học lại. Và khi các anh chị có kiến thức nền tảng, các anh chị có cái tư duy bán hàng tốt rồi, thì lúc này các anh chị học sản phẩm tới đâu, các anh chị thực hành tới đó, các anh chị bán tốt tới đó. Chứ còn bây giờ mà các anh chị mới vào, các anh chị học thì không học, mà cứ đăng bài lên như thế thì không có hiệu quả nha. Rồi, ngoài cái chương trình của hệ thống ra thì chúng ta có chương trình của đội nhóm. Chương trình đội nhóm thì đặc biệt một cái chương trình xương sống của công ty luôn, của đội nhóm luôn, đó là chương trình 5 giờ sáng nha các anh chị. Chương trình này là các anh chị được hướng dẫn rất là chi tiết, cụ thể các bước lên mục tiêu, rồi định hướng kinh doanh đồ này kia là mình sẽ được học trong cái chương trình 5 giờ sáng. Tuy nhiên thì các anh chị thường là các anh chị không có vô cái chương trình này, các anh chị không học gì hết đó, thì các anh chị cứ đòi là sao mình làm không được đó, là do là một trong những lý do đó. Thì cái chương trình 5 giờ sáng này mới vào rất là khó đối với tất cả các anh chị và tất cả chúng ta, và bản thân Thanh cũng vậy, khi trước đây Thanh vào thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta chịu khó, chúng ta vượt qua cái chỗ này. Bây giờ khi mà chia sẻ cơ hội, chúng ta nói tôi bận lắm, tôi bận, tôi không có thời gian. Nhưng mà khi kia anh chị học 5 giờ sáng, các anh chị cũng nói hả, học 5 giờ sáng. Đã bận thì người ta mới sắp cái lịch 5 giờ sáng để cho mình, tất cả mọi người đều học được, mọi người cùng nhau dạy học để mà chúng ta cùng kiếm tiền cho bản thân của mình. Đó, cho nên là cái việc mà chương trình 5 giờ sáng ta chủ động học. Rồi cái chương trình chủ nhật hàng tuần nay thì không có, nhưng thường khi là chúng ta 9 giờ là có cái chương trình chủ nhật nói về những cái sản phẩm phiểu á, thì chúng ta để ý cái lịch để chúng ta học. Đó, bình thường thì 5 giờ sáng nè, 7 giờ rưỡi tối, các ngày chúng ta đều có lịch. Và chúng ta có cái chương trình 9 giờ sáng chủ nhật. Chủ nhật là cái ngày nghỉ. Rồi chúng ta có những cái chương trình hỗ trợ khác nữa các anh chị ha. Thì chúng ta phải để ý. Bây giờ chúng ta là người mới, chúng ta vào. Bây giờ các anh chị nào đã có trong cái nhóm lịch học chưa? Mình coi mình đã được thêm một cái nhóm lịch học chưa này. Cơ bản là đầu tiên khi các anh chị vào, các anh chị thứ nhất là các anh chị được add vào cái nhóm. Cái nhóm đó là cái nhóm chung của đội nhóm các anh chị. Thứ hai là các anh chị được add vô một cái nhóm. Cái nhóm đó là cái nhóm về cái lịch học và thông báo. Đó, thì mỗi một cái đội nhóm người ta có cái cách hướng dẫn riêng. Nhưng mà chung quy lại đối với team của Thanh thì mình sẽ có như vậy. Có nghĩa là cái nhóm chung với lại một cái nhóm đó là lịch học. Các anh chị không cần quan tâm nhiều nhóm. Làm gì? Hai cái nhóm đó các anh chị phải bật thông báo lên. Nhóm chung với lại cái nhóm lịch học là mình phải bật thông báo lên. Đó. Rồi. Còn lại á thì khi mà các anh chị vào, các anh chị kinh doanh sản phẩm nào, nó đều có một cái nhóm Zalo của nhà cung cấp hoặc Gabo của nhà cung cấp để mà hỗ trợ các anh chị trong cái việc tư vấn sản phẩm này. Hỗ trợ các anh chị trong những cái thông tin, thông báo rồi để chúng ta có thể cập nhật được thường xuyên luôn. Vậy thì bây giờ nó có rất là nhiều sản phẩm, nó gần 2.000 sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta không thể nào mà chúng ta
có nghĩa là người ta đào tạo đồng loạt như vậy, thì chúng ta sẽ làm sao chọn cái nào mà chúng ta đang kinh doanh, chúng ta sẽ rồi các anh chị kịp tới đây chưa, khép cửa làm con này rồi. Vậy thì cái từng bước á, bây giờ ai mới vô thì chúng ta phải đặc biệt là phải có hai cái nhóm đó, tức là nếu ai chưa được vô cái nhóm mà lịch học thì các anh chị nói ngay cái người hướng dẫn của chúng ta cho mình vào cái nhóm lịch học, tại vì khi mà chúng ta có trong đó rồi chúng ta chủ động không đợi ai nhắc cái mình đi học hết. Các anh chị cứ nhớ lịch này, ngày nào 7:30 cũng có chương trình, thì nhiệm vụ của mình không đợi người ta nhắc, mình phải vô cái nhóm đó mình coi trong buổi tối hôm đó có cái lịch học gì và mình thích bán sản phẩm gì, và ngoài những cái chương trình mà Thanh nói hồi nãy là mình nên học á, thì còn lại những buổi khác mình xem coi mình chọn cái sản phẩm gì thì mình vô thôi, mình khỏi cần đợi ai nói, mình phải đi học thôi, mình phải nhào vô mình làm thôi, mình muốn có tiền thì mình phải nhào vô mình làm thôi, tại vì bây giờ á các anh chị được hướng dẫn hết trơn à. Rồi những cái ngoài cái những cái buổi học các anh chị nhờ lưu ý nè, 3, 5, 7 là chúng ta là lịch cung phu ha, thứ tư á là đào tạo bán hàng và đào tạo tuyển dụng, là nhắc lại các anh chị những cái buổi đó là các anh chị mới, các anh chị cũ thì mình quen rồi, mình có cái nền tảng đó rồi, còn các anh chị mới là các chị không nên bỏ sót cái đó. Rồi những ngoài ra thì những cái chương trình mà đào tạo sản phẩm á các anh chị thì rất là cụ thể chi tiết luôn, và nhà cung cấp trong những cái buổi đào tạo sản phẩm đó nhà cung cấp sẽ hỗ trợ các anh chị về kiến thức sản phẩm. Vậy thì trong cái khối lúc mà mình học kiến thức sản phẩm, các anh chị nên có một quyển sổ, các anh chị ghi ra cơ bản là bây giờ các anh chị bán cái sản phẩm, chẳng hạn như các anh chị bán cái nước giặt đi, thì bây giờ cái nước giặt đó, cái chai đó dung tích bao nhiêu các anh chị phải biết, rồi cái cách sử dụng như thế nào các anh chị phải biết, những cái USP nổi trội của sản phẩm các anh chị phải ghi lại để mình tư vấn khách hàng. Chứ còn bây giờ các anh chị không học, Thanh lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, các anh chị không học nè, các anh chị đăng cái ào lên cái sản phẩm là nước giặt, mua đi có khuyến mãi đồ này kia các kiểu, nhưng mà người ta hỏi cái mình không biết tư vấn, hoặc là mình vô có nhiều anh chị ngộ lắm, mình vào cái mình lướt về sản phẩm thì mình nhìn trời ơi mắc quá à, giá mắc quá thôi, cái này ai mua đó, mình chưa gì là mình đã nói, mình đã khẳng định một điều như vậy, tại các anh chị đã học sản phẩm đâu, các anh chị đã hiểu gì đâu, và các anh chị tự phán luôn, ừ cái này mắc quá ai mà mua, thôi chắc bán không được, thôi 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 tôi không làm, các anh chị không làm thì các anh chị không có tiền thôi. Đó là chuyện của các anh chị, nhưng khi mà các anh chị học các anh chị sẽ hiểu được. Bây giờ Thanh lấy ví dụ một cái như thế này, tại sao những cái sản phẩm nước giặt đồ của mình nó mắc, nó cao tiền, đúng không? Các anh chị không học thì các anh chị không biết, các anh chị nói thôi nước giặt nhà tôi xài ở đây tôi cũng xài, nước rửa chén hoặc nước rau nhà tôi xài cái loại mấy chục ngàn, 20-30 ngàn chai, 50 ngàn chai là xài xài được rồi, xài chi mà mấy cái loại kia. Nhưng ví dụ như khi các anh chị tư vấn người ta, như người ta nói thôi nhà tôi xài cái này người ta kia, cái tự nhiên cái mình cũng giật mình nói ừ hen cái của mình sao mắc quá, thôi chắc không thôi, cái cười trừ với người ta cái thôi. Nhưng mà nếu các anh chị học kiến thức, các anh chị sẽ biết cách nói, và các anh chị sẽ thuyết phục được khách hàng, các anh chị sẽ khơi gợi được cái nhu cầu của khách hàng, các anh chị sẽ bán được hàng, và các anh chị không những bán được một đơn, các anh chị có thể bán được rất rất nhiều đơn sau đó nữa. Hả? Ví dụ như mình nói bây giờ đồng ý là mình ra ngoài chợ mình mua một cái sản phẩm mà nước rửa chén đi, là nó có nhiêu ta, nó có khoảng tầm 50 nghìn đi ví dụ vậy, nhưng mà chị xài á mình nghĩ là mình tiết kiệm nhưng thật ra mình rất là lãng phí, chẳng hạn như một cái sản phẩm như vậy các anh chị rửa, thì đối với một số sản phẩm không rõ nguồn gốc gì đó thì nó có chứa quá chất rất là độc hại, nhất là cho cái da tay của mình, cái thứ hai là khi mình rửa thì nó không 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 hết được cái hóa chất, nó còn bám vào đó, chẳng hạn như bây giờ những cái loại nước rửa chén đó thì rất là nhớt rất là trơn, khi các anh chị rửa thì nó cần một cái lượng nước rất là nhiều, thì dẫn đến là gì, dẫn đến lãng phí nước, mà các anh chị đâu có tính ra cái phần đó đâu, cái phần lãng phí nước mình đâu có tính. Rồi xong rồi ví dụ như nó ăn da tay, nó hại da tay, khi các anh chị bán thì phải đầu tư bộ bao tay nữa, đúng không? Rồi các anh chị đâu có tính cái tiền mua bao tay, rồi các anh chị rửa một cái chén mà để cho nó sạch bon 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 luôn, các anh chị phải rửa lâu, nó mất thời gian, các anh chị đâu nghĩ tới cái lãng phí thời gian, lãng phí tiền, lãng phí cái nước đó đâu, mình không có nghĩ tới. Rồi các anh chị chưa kể, mình chưa có nghĩ đến là những cái hóa chất nó còn bám đó, rồi xong nhiều khi mình ăn lâu ngày vài tháng vô thì mình phát sinh ra những cái bệnh tật này, mình đâu có nghĩ tới cái đó, thì mình không có khai thác được cái đó, mình không nói cho khách hàng hiểu được thì người ta không mua. Còn khi mình biết mình nói à, còn ví dụ như là cái sản phẩm của mình là sản phẩm đậm đặc đó, nó cao tiền nhưng các anh chị khi sử dụng nó sẽ rất lâu hết, mình pha ra
và đặc biệt là cái của mình là hàng organic, hàng đạt chuẩn Hoa Kỳ, FDA của Hoa Kỳ nè. Và khi mà mình sử dụng một cái sản phẩm tốt như vậy thì nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian và không ảnh hưởng tới da tay, và đặc biệt là cái hóa chất nó không có thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt nó có cái mùi hương rất là dễ chịu, và cái mùi hương này giúp cho mình xua đuổi những cái côn trùng, những con gián, những con ruồi, những con muỗi bám vào. Nhiều khi những cái kệ chén của mình úp lên đó chứ mình không để ý được điều đó, thì cái việc này nó sẽ hỗ trợ cho chị hoặc là anh gì đó hạn chế được cái việc đó. Và khi cái nước rửa chén của mình lại nó lại có nhiều cái công dụng khác, anh chị có thể dùng đó để ngâm trái cây rau quả, để loại bỏ những cái hóa chất, để mình rửa rau củ, để mình loại bỏ những cái hóa chất, vân vân và vân vân. Thì khi mình nói như vậy thì người ta nghe có thuyết phục không các anh chị? Đó, xong rồi bây giờ đang chương trình khuyến mãi, các anh chị mua 3 các anh chị được tặng 1, là chia đều ra thì cái sản phẩm tính ra không có bao nhiêu cả. Và một cái chai như vậy các anh chị xài nó kéo dài tới mấy tháng mới hết, thì tính chia nhỏ ra một ngày không có bao nhiêu cả, chia thật là nhỏ ra thì một ngày chưa tới 1.000 đồng. Thì các anh chị thấy nó như thế nào? Thì người ta có chọn cái sản phẩm hay không? Khi mà mình không làm rõ, mình không có học kiến thức gì, mình cứ đang ào ào lên, người ta hỏi chả biết nói gì rồi xong, đúng không các anh chị? Cho nên á, không có một cái nhà cung cấp nào người ta ngu đến mức độ mà người ta để cái giá người ta trên trời để không ai mua hàng của người ta, đúng không các anh chị? Cho nên là ở đây mình phải hiểu được một vấn đề là gì? Người ta tạo điều kiện tối đa cho mình để mình kinh doanh sản phẩm, thì mình phải hiểu được cái tiền hoa hồng chiết khấu 30-45% đó là cái công của mình thức dậy mình học, cái công mình gọi điện thoại mình tư vấn cho khách hàng, cái công mình chăm sóc khách hàng, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng, cái uy tín của mình này kia, nó là cái hoa hồng đó là xứng đáng để các anh chị được hưởng, và các anh chị trực tiếp từ cái nhà cung cấp chứ mình không thông qua trung gian. Thì mình phải hiểu vấn đề là mình bán là mình đang đi trao cái giá trị để giúp cho người ta sử dụng sản phẩm tốt. Bây giờ người ta muốn mua giá gốc thì các anh chị nói người ta vô làm đại lý với các anh chị đi. Thì bây giờ người ta chọn đi, một là người ta mua như vậy thì giá là như vậy, tại vì giá vào công ty đó. Và các anh chị muốn mà mua giá gốc thì em sẽ hỗ trợ các anh chị mở cái mã tài khoản của các anh chị vô, các anh chị mua thoải mái luôn. Thì các anh chị được giá gốc, người ta có quyền lựa chọn, tại người ta không chọn, đúng không? Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm của mình là sản phẩm tư vấn thì nó sẽ khác với những cái sản phẩm mà bán trên những cái sàn Lazada hoặc là Shopee. Mình không có đánh đồng được mấy thằng đó. Mấy thằng đó có ai tư vấn mà mình lên mua cái xong giao hàng tới rồi mất liên lạc luôn, không biết ai nữa. Rồi khi hư hao gì các anh chị có biết ai đâu mà nói. Các anh chị xài mỹ phẩm trong quá trình ngắn chưa gì hết là các anh chị có biết ai đâu mà kêu. Rồi các anh chị xài những cái sản phẩm mặt điện máy điện tử đi, các anh chị hư cái ai bảo hành. Mình đâu có nghĩ tới vấn đề đó, mình cứ nghĩ là thôi bán cái kia nó rẻ, nó dễ bán này kia, mình không có nghĩ. Nói chung là các anh chị, khi mà các anh chị nghĩ ra những cái điều đó là giống như là mình chưa có hiểu về mô hình này, và mình cũng chưa có hiểu về cái cách làm, cho nên mình có những cái suy nghĩ như vậy. Rồi, đó là một cái ví dụ. Hoặc là hay là cái máy lọc nước chẳng hạn. Các anh chị có phải là khi mà các anh chị quang ở nhà, các anh chị đi đầu tư, các anh chị mua một cái máy lọc nước, các anh chị đi ra tiệm, các anh chị thấy cái mã đó, mẫu mã đó đẹp đẹp, các anh chị mua, hoặc các anh chị thấy cái hiệu gì quen, các anh chị mua. Nhưng mà các anh chị đâu có biết ở trong đó là cái lõi lọc như thế nào, cái cách sử dụng hoặc là cái bảo hành nó ra làm sao, đúng không các anh chị? Thông thường là cái người tiêu dùng mình á, rất là ít người ta biết cách lựa chọn, tại vì người ta không có một cái kiến thức về cái lựa chọn những cái sản phẩm như vậy. Đa số là người ta đi mua theo cảm tính, và người ta mua không qua một cái người bạn thấy nhà đó sử dụng rồi bắt chước mua theo, hoặc là người ta đi vào một cái cửa hàng nào đó, người ta chỉ là xem qua lo rồi người ta thấy người ta mua lựa cái nào rẻ rẻ mềm mềm tiền. Rồi ví dụ như xong rồi mình tư vấn cái sản phẩm của mình, người ta trời ơi sản phẩm người mua có 5 triệu 6 triệu, ở đây tới 10 triệu mười mấy triệu thôi, người ta nói thôi gì mắc vậy, tại người ta không hiểu. Không hiểu là cái máy của mình là có cái lõi lọc lượng tử. Người ta không hiểu của cái máy của mình là nhập khẩu nguyên con, không có lắp đặt những cái bộ phận nói chung là mình là hàng nhập khẩu. Và người ta không có tính tới cái chuyện là người ta sẽ bảo hành sau đó. Và người ta cũng không có tính nha. Bây giờ mua cái máy rẻ đi các anh chị. Nhưng mà khi về xài, thứ nhất là tốn điện, thứ hai là để mà nó ra một cái lượng nước để mình sạch, để mà mình sử dụng á, thì nó phải xả ra một cái lượng nước khác để bỏ. Vậy thì cái việc mà xả nước bỏ đó, nó dẫn đến nó hao nước, hao điện. Cái thứ hai nữa là cái máy, những cái máy đó mình mua là giá đó.
Nhưng mà chừng 6 tháng là mình cái lõi lọc đó nó hết hạn là mình phải thay lõi lọc. Lúc đó nó cái lõi lọc á lấy 1 triệu, 2 triệu các anh chị cũng phải mua. Mình đâu có biết được cái điều đó. Mình cứ nghĩ là mình mua đó là coi như rẻ rồi, mình tính ngay cái thời điểm hiện tại. Nhưng mà trong khi cái sản phẩm của mình rất là chất lượng, mình được đào tạo bài bản, mình được chăm sóc trực tiếp, có bên có nhà cung cấp đồ đằng sau lưng hết và hỗ trợ. Mình bảo hành thì bảo hành điện tử trên điện thoại. Bây giờ có nhiều lõi lọc thì bây giờ tới cái một lõi lọc nào mà nó hư là tự nó hết hạn là tự động nó báo về điện thoại của mình. Nhưng mà thông thường thì một cái lõi lọc là một năm nó mới hết hạn, hoặc 18 tháng thì nó mới 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 thay. Đó, và mình thay là mình có cái chính hãng để mình thay luôn. Và khi đó mình được chăm sóc rất là tận tình của bên cái nhà cung cấp nữa. Mình không nghĩ tới những cái hướng đó, và mình không nghĩ là cái việc mà mình sử dụng cái sản phẩm mà có những cái lõi lọc lượng tử, những cái sản phẩm chất lượng sẽ cho ra những cái nguồn nước tốt để cho cả gia đình mình sinh hoạt mình uống. Chứ còn bây giờ các anh chị mua những cái máy tào lao, bây giờ test ra cái nước nó không đảm bảo, nó không đủ chuẩn, nó chỉ là vừa đủ là nước sạch thôi. Nhưng mà mình cần là mình cần nước tốt đó, thì về lâu về dài ví dụ cái nước của mình bây giờ rất là ô nhiễm, cái nồng độ axit rất là nhiều. Nhưng mà nếu các anh chị không có kiến thức, các anh chị không học, các anh chị biết cái đăng cái máy lên ai hỏi cũng không biết cái gì hết trơn, làm sao bây giờ các anh chị bán một cái bộ dầu gội đầu đi chẳng hạn đó. Rồi ta hỏi cái này xài bao nhiêu tháng thì hết, mình không biết, tại vì mình có học đâu mà mình biết. Rồi người ta hỏi lại chứ bây giờ rồi cái xong cái ví dụ như á, người ta chỉ mua một cái dầu gội đầu thôi, người ta không mua cái dầu xả, người ta không mua cái kia, mình cũng không biết cách để tư vấn. Rồi xong cái thấy người ta mua thì bán người ta thôi, bán xong rồi chưa gì cái tính đâu, trời này tôi bán được cái sản này, tôi bán được cái đó là tôi lời được là 500.000, cứ tính vậy không à. Chứ mình không không có nghĩ rằng khi mình bán sản phẩm mình phải có trách nhiệm, mình phải có nhiệm vụ là mình chăm sóc sau khi bán hàng các anh chị. Ở đây cái môi trường Ruby của mình là như vậy. Mình bán là mình phải có trách nhiệm với khách hàng, và mình đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng nha. Các anh chị hiểu cái quan niệm này nha. Và mình, cái việc mà chăm sóc của mình giúp cho mình có thêm nhiều cái tái tiêu dùng tiếp theo, và mình có thêm nhiều cái đối tác tiếp theo. Cho nên là nó rất là hay, nó là cả một cái hệ sinh thái. Mà nếu như các anh chị không học là các anh chị không có biết làm. Các anh chị không học rồi các anh chị không biết làm. Hoặc là nhiều khi các anh chị đăng lên cái chuyện có người ta hỏi, các anh chị gọi điện cho cái người hướng dẫn mình hỏi qua lo hai ba cái như vậy. Thực ra người ta đâu có thời gian đâu mà nói các anh chị. Bây giờ một 50 người, 20 người, 30 người, 100 người dưới mà ngày nào cũng hỏi như vậy. Thời gian đâu các anh chị. Thay vì mình chủ động đi. Tại vì bây giờ ai làm người đó hưởng mà. Mà tại thì mình phải, mình làm mình hưởng, mình phải tự lo, mình chủ động mình làm đi các anh chị. Và thật sự là có nhiều người bây giờ đến vô rất là lâu rồi, nhưng mà mình cũng chưa có cái quan niệm đúng về cái việc kinh doanh ở đây ấy. Cho nên là nó rất là uổng. Cho nên là khi mà mình hiểu ra vấn đề rồi thì mọi việc nó sẽ khác. Tại sao cũng vô một lượt nhưng có người người ta thành công rất là nhanh, có người người ta thành công chậm hơn, nhưng mà rồi cuối cùng người ta cũng thành công. Nhưng có người cứ ở ngoài một cái vị trí, mình không có cho mình một cái cơ hội. Dĩ nhiên là vào đây thì mỗi người có một cái nền tảng khác nhau. Ví dụ như có người thì người ta làm ở bên ngoài, ta có nhiều mối quan hệ vô, người ta bán liền, người ta có đơn. Hoặc là người ta có những cái nền tảng khác nhau. Bây giờ cho dù cái nền tảng khác nhau thì thực tế cho thấy rằng ở trong Ruby các anh chị nhìn thấy không? Những người công nhân bây giờ người ta cũng sau một cái giai đoạn làm ở đây 2 năm thì cũng như chị Nông Huyền á, Nông Huyền của bên team chị Giang Thía đó. Xuất thân là công nhân á các anh chị. Bây giờ người ta cũng có xe hơi rồi đó. Làm 2 năm ở đây là thay đổi hẳn cái cuộc đời của người ta. Là do sự nỗ lực, quyết tâm người ta làm thôi. Đó. Rồi ví dụ như những anh chị khác, như anh Công ấy, là chạy rap. Đó. Rồi hoặc là những người này người kia trình độ lớp 8 thôi. Nhưng mà vào đây rồi người ta tập trung, người ta cố gắng, nỗ lực người ta làm. Thì người ta cũng có kết quả. Bây giờ cho những cái người có nền tảng cao, người ta đi 5 năm, người ta đi 1 năm. Thì những người mà có những sức phát điểm không bằng á, thì người ta đi 3 năm, 4 năm thì cũng tới thôi. Cũng tới được, cái cơ hội của mình nó cũng tới. Chứ giờ bây giờ các anh chị làm ở ngoài thì nó có khác gì không? Bây giờ các anh chị thử nghĩ, bây giờ mình đi làm công ăn lương ở bên ngoài. Hoặc là các anh chị làm cho viên chức nhà nước vân vân chẳng hạn. Hoặc các anh chị đi làm công ăn lương ở ngoài. Các anh chị làm một ngày 8 tiếng. Các anh chị làm quần quật. Các anh chị làm, nói chung là các anh chị sẽ làm, tập trung làm và mình dưới sự có nghĩa là mình phải làm theo những cái yêu cầu, đúng không các anh chị? Và
khi mà cho mình một cái nhiệm vụ gì đó là mình luôn luôn mình nỗ lực mình làm cho xong, bao nhiêu cũng xong đó. Nhưng mà khi mà các anh chị làm trong một cái thời gian á, cái thu nhập các anh chị nó cũng như vậy, nó không có lên. Nó các anh chị giờ đi, các anh chị đi làm công ty đó, thu nhập các anh chị quy định trên tháng là bao lâu thì nó lên được chút xíu, đúng không các anh chị? Rồi cuối năm được thưởng bao nhiêu, lung lắm là một đương tháng lương tháng 13 thôi, có khi là không, không còn không được nữa. Rồi các anh chị làm 10 năm 20 năm thì cũng thế. Thay vì như vậy mình tập trung ở đây mình làm quyết liệt 1 2 3 năm đầu thôi, là các anh chị thấy là nó sẽ khác liền. Đó, vậy thì cơ hội nó như vậy đó, mà tại vì do mình không nắm bắt, mình không chịu làm thôi. Chứ là thực ra là nó rất là tốt luôn, cái môi trường rất là tốt và có rất là nhiều cái điều bất ngờ ở phía sau đó, các anh chị chưa khám phá tới. Các anh chị sẽ đi tới đâu thì các anh chị sẽ thấy nó có nhiều cái hay lắm luôn. Bản thân Thanh đã trải qua này. Mới đầu mình vô mình không nghĩ là mình bán hàng gì đâu, mình vô để mình mua hàng mình xài á. À, mình vừa vô mua hàng mình xài, nhưng mà mình vô mình mua hàng mình nói trời ơi, mặc dù mình là mình ở ngoài mình là giáo viên á, à, rồi mình mua hàng mình xài mình cũng không nghĩ là mình sẽ bán hàng gì cả. Nhưng mà khi mình mua một cái sản phẩm mình sử dụng mình thấy ok, cái tự nhiên cái mình giới thiệu, cái tự nhiên người ta ủng hộ, cái là tự nhiên cái mình thấy là bán hàng nó không hề khó. Cái bắt đầu cái mình chia sẻ, cái tự mình bán được nhiều hàng, cái mình thấy công việc ở đây rồi, nếu mà mình làm như vậy á mà mình thấy mình có được cái nguồn thu nhập, mình có thêm kiến thức, có môi trường để phát triển, thấy mấy cái người xung quanh mình người ta rảnh quá trời, những cái người xung quanh mình người ta đang cần công việc, cái ngay là cái lúc đó mình mới hướng qua là mình đi chia sẻ để mình có đồng đội đó. Thì cái câu chuyện là mình làm tới đâu thì nó sẽ dẫn dắt mình đi theo cái một cái hướng, và mình qua những cái chặng đường là các anh chị sẽ thấy những cái điều tuyệt vời nó hiện ra nếu như các anh chị thật sự nghiêm túc và các anh chị làm. Còn bây giờ vô đây các anh chị muốn bán được hàng, mà bây giờ ví dụ có nhiều anh chị vô đây cả 6 tháng một nửa năm luôn đó, nhưng mà một cái sản phẩm dù nhỏ các anh chị cũng không trải nghiệm. Chẳng hạn như ở đây nó cả một hệ sinh thái mà nhu cầu của mình cái nào cũng có, nhưng mà tại sao mình mỗi lần mà mình quyết định là mình mua một cái sản phẩm, như hay mua mì, mình mua trà, mua cà phê, hoặc là mình mua nước giặt nè, mình còn chần chừ, bản thân mình còn không chốt được mình, thì những cái người như vậy á các anh chị bảo đảm là không bán được hàng chắc. Các anh chị còn không bán được cho các anh chị sao ai mua của các anh chị? Các anh chị bán hàng các anh chị còn không xài cái hàng đó thì làm sao mà người ta mua? Nhưng mà ví dụ như mình không có nhu cầu thì mình đâu có cần mua làm gì, đúng không các anh chị? Ở đây trong Ruby rất là nhiều người, thì bây giờ mình có thể trải nghiệm, ít nhất mình mới vào nè, cái app mình chưa có xài nè, sản phẩm mình chưa xài, bây giờ trải nghiệm đi các anh chị. Ví dụ như là các anh chị là cộng tác viên nè, đại lý mới nè, bây giờ trong ngày hôm nay mình lướt qua sản phẩm mình xem cái nhà mình đang cần gì, nhu cầu gì, Tết này bánh mứt này, quà Tết này, hoặc là sản phẩm chăm sóc sức khỏe nè, các anh chị chọn 1-2 món các anh chị mua thử đi, các anh chị trải nghiệm. Thứ nhất là các anh chị trải nghiệm cái app coi nó phải giống vậy không, lên đơn nó có dễ không, rồi giao hàng nó có nhanh không, rồi hoa hồng nó có nhảy lên không, rồi ngày mùng 10 mình có nhận được tiền thiệt không đó, mình phải trải nghiệm. Có bây giờ mình không có làm cái gì hết trơn á, cái chuyện đơn giản giống như vậy đó các anh chị ha. Cho nên là ngay là bây giờ sau ngày hôm nay các anh chị là cộng tác viên đại lý, liệt kê ra không lẽ 2.000 sản phẩm mình không mua được sản phẩm nào, các anh chị Thanh gợi ý luôn một số cái sản phẩm các anh chị có thể mua nè. Bây giờ nhà ai có con nhỏ đúng không, các anh chị mua sữa cho nó uống đi. À, sữa ở đây nó giá rất là mềm, một hộp thì có 400 mấy thôi, 500 gram, mà các anh chị chưa trừ huyết khấu, huyết khấu ra còn 300 mấy, nó còn rẻ hơn ở ngoài thị trường, mà sản phẩm thì sản phẩm tốt đó, đúng không? Sữa bột đổi cho con mà đảm bảo sữa ở trong Ruby mình bán á là con nít khoái lắm. Thứ nhất là cái mùi vị rất là thơm, và thứ hai là uống vô thì ví dụ những đứa mà còi còi á là cải thiện về cân nặng đó. Rồi ví dụ như đứa nào mà nó thấp thấp thì mình bổ sung canxi đó, hoặc là đứa nào mà nhà hay ốm vặt hay cúm rồi này kia, mua cái dầu tỏi để dành cho nhà đó, hoặc là bây giờ kem đánh răng không lẽ mình không xài, rồi sữa rửa mặt không xài, rồi ví dụ như những cái tiêu dùng xà bông nước giặt nước rửa chén không xài, rồi quà Tết không lẽ Tết không mua tặng ai, bây giờ quà 200 mấy cũng có mà, chứ đâu phải mình đừng có nhìn vô triệu mấy thì tùy theo cái phân khúc khách hàng mình mua thôi. Rồi những cái sản phẩm ví dụ như Kuchen hoặc là những cái sản phẩm là máy lọc nước, nếu như nhà mình có nhu cầu thì mình mua, còn không có nhu cầu đâu ai bắt các anh chị mua làm gì, cả ngàn người trong nhóm trong team mình đều đã xài hết, mình liên hệ với những cái người đó hỏi coi người ta xài ok không, hỏi coi như thế nào. Sao mình không hỏi, mình cứ sợ sao mắc quá, mình sợ nó không bảo hành, rồi mình sợ này kia kia nọ, mình sợ nhiều quá là mình cứ sợ tới ngày cứ sợ là mình không có tiền nha các anh chị ha.
Cho nên mình cứ tự tin mình bán. Nếu một sản phẩm nó kém chất lượng, nếu một cái sản phẩm mà nó không có đáp ứng cái nhu cầu dịch vụ tốt, thì ở đây có tới 60.000 đại lý á, người ta phót lên à, rất là dễ các anh chị hiểu đơn giản vậy. Chứ đâu phải một mình đâu các anh chị, đâu phải một mình làm đâu. 60.000 người đang làm mà hiện tại công ty mình có mặt ở Mỹ luôn rồi mà. Một cái sàn công ty mà nó cái quy mô thấp thì làm sao mà người ta đi ra ngoài kia được, ta ra biển lớn được đúng không các anh chị? À, công ty bên mình bây giờ hiện tại nhà cung cấp phải ship hàng để được vô á, chưa cho vô các anh chị, đâu phải ai muốn vô là vô. Bây giờ những cái sản phẩm á, mình vô là mình phải đáp ứng được, thứ nhất là cái cung ứng đầy đủ, cái số lượng, cái chất lượng, những cái mà về giấy tờ pháp lý đồ này kia. Một cái sản phẩm mà được vô kệ là phải trải qua rất là nhiều tháng được lên, chứ không phải muốn cái lên cái ào đâu các anh chị. Đâu phải sư bộ giống như những cái trang mạng xã hội khác, những cái trang mạng khác á, những cái sàn khác là người ta có những cái shop cho mình đặt hàng lên đó thôi. Ví dụ như các anh chị muốn bán trên cái sàn đó, các anh chị đăng ký một cái shop, các anh chị phải đóng tiền, rồi các anh chị phải tự tìm nguồn hàng, các anh chị phải làm nhiều công đoạn lắm, và các anh chị rủi ro rất là cao. Còn bây giờ mình có sẵn cái sản phẩm chất lượng, mình đi bán thôi mà mình lăn tăn làm cái gì. Rồi nhiều người làm cái này còn tiếc cái kia, nhiều khi làm cái này rồi còn tiếc cái kia, là bán đi hàng 2, hàng 3. Thì dĩ nhiên là cái gì mình đi 2-3 hàng thì nó sẽ chậm thôi. Mình tập trung nội lực mình vô một cái công việc chính thôi, cái công việc mà bán ở đây thôi, là các anh chị thấy kết quả nó rất là nhanh. Và nó có công thức hết, nó có bài toán để mình đi hết. Bây giờ các anh chị phải bám sát cái người hướng dẫn. Thực ra cái người hướng dẫn á, những cái người mà hướng dẫn các anh chị á, luôn luôn là chờ các anh chị hỏi để chỉ cho các anh chị, nhưng các anh chị không có hỏi. Bây giờ người ta rất là nhiều người, không lẽ ngày nào người ta cũng nhắn, nay em cần gì, mai em cần gì. Đâu có người ta đâu có thời gian người ta nhắn hết cho một mấy chục người, cả trăm người đâu. Mà mình làm cho mình, mà bản thân mình phải đi hỏi người ta đi. À chị ơi, ngày hôm nay em muốn như vậy nè, chị chỉ em. Nhưng mà khi người ta chỉ một lần là mình phải ghi lại, để lần sau mình ngay cái câu hỏi mình không hỏi nữa. Bây giờ những cái đơn giản có nhiều người hỏi, cái này giá bao nhiêu, à cái này còn không, cái này khuyến mãi chừng nào hết, cái này lên đơn như thế nào, vân 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 vân. Nếu như mình là cái người mới thì những câu hỏi đó sẽ được hướng dẫn. Nhưng mà những cái người mà dạng như là mình vô lâu rồi, mình không có sự chủ động, nói chung là những người ta sẽ hỗ trợ những người nào nghiêm túc, nghiêm túc và xác định là có khát khao và có mục tiêu làm đây, thì các anh chị thấy không đó, là tất cả mọi người đều hướng về hỗ trợ hết. Còn bây giờ mình vô mà mình làm liều xìu, nhiều khi á làm có nhiều anh chị á ngộ lắm, vô mình làm á, nhiều khi mình kiểu là mình làm mà mình cứ từ từ kêu làm, kêu thôi, không kêu ngủ thì cho ngủ luôn. Đâu ai rảnh mà kêu dậy chi cho ngủ luôn, chừng nào thức dậy vậy. Mình bản thân mình làm cho mình, nên các anh chị nhớ mình phải chủ động ha, và nhớ cái phương pháp khi chúng ta làm, chúng ta phải làm đúng, làm đủ và làm đều. Nãy giờ mình chưa có đi vào bán hàng như thế nào luôn á, cái nội dung chính nó còn dẫn đằng sau. Nhưng mà cái phần mà các anh chị phải hiểu để các anh chị làm đúng ở đây, đúng, đủ và đều nha các anh chị. Chúng ta phải làm đúng, làm đủ, làm đều mỗi ngày, chứ không phải ngày nay chúng ta thích làm, ngày mai chúng ta không thích làm thì thôi. Có nghĩa là cái khung thời gian rảnh chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta vẫn làm ba cái việc này đều và đủ và đúng. Chẳng hạn như bây giờ tôi có thời gian rảnh 2 tiếng đồng hồ, thì cái việc mà tôi làm cái số lượng nó sẽ tăng cao hơn. Còn bây giờ tôi có thời gian có 15 phút thôi, thì mình làm theo kiểu 15 phút, nửa tiếng mình làm theo kiểu nửa tiếng. Nhưng cơ bản là mình phải làm đúng, mình làm đúng các bước được hướng dẫn, và mình duy trì cái việc đó một cách đầy đủ và đều đặn mỗi ngày. Ví dụ bây giờ mình nói là mỗi ngày công việc chính mình nói là hai việc, một là bán hàng, hay là tuyển dụng, đúng không, hay lan tỏa. Thì mà mình lên cái kế hoạch mục tiêu ngày nay tôi sẽ chia sẻ bao nhiêu người, cái gì ghi rõ đó. Bán hàng bây giờ ngày nay tôi chia sẻ 5 người, thì các anh chị phải chia sẻ đúng 5 người. Rồi ngày nay chúng tôi lan tỏa 5 người, là cứ ngày hôm nay mình làm đủ 5 người là mình ngưng. Nếu có thời gian thì mình làm thêm, nhưng mà đừng có dưới cái số cái mục tiêu mình đề ra. Đó, là mình cứ làm ngày nào cũng như ngày nấy đi. Một tháng 30 ngày các anh chị cộng lại, bây giờ mỗi ngày 5 người thôi. Một tháng 30 ngày là các anh chị cũng được 150 người, đúng không? Mà cái này kinh doanh là lúc nào nó cũng có xác suất hết. Xác suất cứ là 80-20. 80-20, các anh chị không cần, các anh chị chia sẻ 5 người, bắt người ta chốt hết 5 người, không ai chốt đâu. Mà các anh chị cứ làm xong hết nhiệm vụ của ngày hôm đó là coi như xong, hoàn thành cái nhiệm vụ. Ngày nay tôi đã đi chia sẻ 5 người, thế thôi. Rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục làm cái công việc đó một cách đều đặn, đầy đủ và làm đúng như vậy. Còn cái việc người ta mua hàng hay không thì kệ người ta, mình không quan tâm tới cái việc đó nữa. Các anh chị kịp chỗ này chưa?
Có nghĩa là mình hoàn thành xong cái nhiệm vụ, mình lên cái mục tiêu đó thôi. Nhưng mà nó sẽ ra xác suất các anh chị. Bây giờ các anh chị cứ chia sẻ. Ngày nay người ta chưa mua, nhưng người ta ngày mai người ta mua. À, người ta để ý. Chẳng hạn như bây giờ các anh chị không chia sẻ, các anh chị cứ đăng ào ào lên Facebook, thì cũng giống như các anh chị chạy ngoài đường, các anh chị thấy mấy cái shop quần áo, các anh chị thấy những cửa hàng, các anh chị chạy qua, chị biết chỗ đó nó bán đồ ăn, chạy qua các anh chị biết cái chỗ đó nó bán quần áo, các anh chị cứ chạy thôi. Chứ người ta mình khi nói đó cái chỗ đó thì mình biết bán quần áo, nói tới chỗ kia mình biết bán đồ ăn, chứ mình không có biết bên trong nó là đồ ăn như thế nào đó, quần áo như thế nào. Nhưng với cái sự tác động của các anh chị tương tác, các anh chị khơi gợi nhu cầu, là bắt đầu người ta phát sinh cái nhu cầu mua hàng, và người ta không những mua một món mà người ta mua nhiều món của mình nữa đó. Các anh chị kịp không? Ví dụ như giờ các anh chị nói, các anh chị đi vô siêu thị, các anh chị đi đi các anh chị không vô mục đích là các anh chị mua cái áo, nhưng mà chút xíu ra đi ngang cái gian hàng này người ta mời mình, gian nhà hàng kia người ta mời mình hay gì đó, lát là mình mua quá trời thứ luôn, chứ không phải mua quần áo không. Tại lúc đó là người ta nhiều khi ví dụ mình không nghĩ là mình sẽ đi ra mình mua cái đó, nhưng mà khi người ta nói đúng cái khơi gợi đúng cái nhu cầu mình thì lại mình lại mua thôi đó. Hoặc là nhiều khi người ta muốn mua lắm rồi, nhưng mà ngay cái ngày hôm đó người ta chưa lãnh lương, hoặc là ngay cái ngày hôm đó con người ta cần đóng tiền học, thì người ta đang suy nghĩ và đang tham khảo, và một ngày nào đó người ta lại mua. Nhưng mà nếu như mình không biết cách chăm sóc, cái mình nghĩ người ta không mua, cái mình bỏ qua luôn, cái vô tình cái mình mất mất một cái mối đó luôn. Cho nên là mình phải biết là chăm sóc trước khi bán hàng, trong khi bán hàng và sau khi bán hàng nữa. Và mọi cái nó đều có buổi dạy hết, tất cả nó đều có buổi dạy hết, và trong cái quá trình các anh chị học tập trong một thời gian nhất định là mình có được những cái kiến thức đó. Và khi mình có được những kiến thức đó là từ đó trở về sau mình cứ làm như thế đó. Mới đầu các anh chị thấy nó bận rộn lắm, là mình học giùm này giùm kia này kia, nhưng các anh chị làm chừng năm rồi, các anh chị đâu như 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 mình làm năm mình đâu cần học gì nữa nhiều, mình chỉ cập nhật những cái mới thôi. Hoặc còn cái chương trình 5 giờ sáng là chương trình xương sống là không bỏ rồi. Hả? Là mình chỉ cần 5 giờ sáng mình vô mình học tới 6 rưỡi là xong, còn lại là cứ thế mà mình bán hàng thôi. Chỗ nào không biết thì mình vô nhóm, mình tự lên YouTube, mình tự ấy, mình chủ động hết. Thời gian đầu thôi các anh chị, nó chỉ bận rộn thời gian đầu thôi. Khi các anh chị bán qua một lượt rồi cứ thế mà bán thôi, đâu mình học hành gì nhiều nữa đâu. Đó, nó đã vô cái quy trình rồi là lúc đó nó phải re luôn. Còn bây giờ các anh chị mới vô mà các anh chị cứ muốn muốn là mình phải là bán một ngày quá trời đơn giống như người khác làm sao được. Ít nhất là mình phải, bây giờ các anh chị vô, các anh chị chưa bán được hàng, các chị có kiến thức này đúng chưa, các anh chị có được những cái kỹ năng rồi, kinh nghiệm rồi, trải nghiệm rồi, cơ bản là mình vô đây bây giờ mình mua hàng mình tiêu dùng được cái hàng chính hãng mà giá gốc là mình cũng đã ngon rồi đúng chưa các anh chị. Nhưng mà mình biết tập trung, mình làm nghiêm túc, mình lên mục tiêu hàng ngày, mình bám sát mục tiêu, thì cái kết quả đó không dừng lại ở 5 triệu 7 triệu mà nó còn nhiều hơn thế nữa. Nếu các anh chị muốn mình làm ở đây thu nhập 3 triệu, 5 triệu thì các anh chị không cần phải học cái gì hết. Còn các anh chị muốn mà các anh chị có thu nhập mà 2, 3, 4, 50 triệu thì chương trình 5 giờ sáng các anh chị đừng có bỏ, chịu khó sáng dậy sớm để học. Nhiều khi vô mình thấy là một ngày mình không học được gì nhiều, nhưng mà cái chương trình đó giúp cho mình có cái năng lượng, chương trình đó giúp cho mình có một cái thói quen làm việc nghiêm túc, giúp cho mình có một cái sự kỷ luật, để mà khi mà mình làm được tốt rồi thì cái việc đó nó còn giống như là mình sẽ chuyển lại cho những người sau nữa. Cho nên là các anh chị nghiêm túc với cái công việc này là ok, chỉ mình làm đúng cái phương pháp như vậy đúng đủ điều nha các anh chị. Rồi đây một cái nữa là cái này là mình bắt buộc luôn các anh chị, mình phải chủ động, mình chủ động để mình thành công, mình chủ động để mình có tiền. Vậy chủ động là gì? Chủ động học. Học là mình có cái lịch học thì mình phải chủ động từ tới 7 giờ rưỡi là có lịch, thì 7 giờ đó mình lướt coi xem coi có những cái Zoom gì, rồi mình sẽ chọn cái Zoom để mình học. Chủ động hỏi, hỏi là mình hỏi, mình bám sát cái người hướng dẫn mình á, để mình hỏi những cái mà mình chưa biết, mình chưa biết, để người ta chỉ cách của mình đi, và mình nhớ là ghi chú lại. Rồi chủ động tương tác, bây giờ các anh chị vào trong cái nhóm các anh chị phải tương tác, chào hỏi mọi người, như sáng dậy vân vân, hoặc là ai có đơn khoe vô thì mình chúc mừng cái, đúng không các anh chị? Chứ đâu mà mình vô mình nằm dùng mình im ỉm không ai biết mình là ai, ai biết đâu hỗ trợ cho mình ngủ luôn. Rồi mình chủ động mình kết nối, ví dụ ngày nay mình lên Zoom mình nghe người này, ngày mai mình qua một cái Zoom khác mình nghe người khác đó, mình thấy người ta thành công mình kết nối để mình hỏi bí quyết, mình học hỏi kinh nghiệm ngày kia ngày nọ, thì có phải là tích lũy mỗi ngày một ít, là đến một cái thời gian nhất định là các anh chị
từ một cái người không biết bán hàng các chị trở thành chuyên gia, hồi nào các chị không hay á. Rồi xong rồi là cứ thế mà mình làm thôi, cứ thế là mình làm, rồi mình phát triển kênh phân phối mình ra, rồi mình chuyển giao lại cho những người mới. Rồi xong rồi cái kênh phân phối của các anh chị tự vận hành được thì tự động là mình có một cái nguồn tiền về đều đặn, và lúc này nó sẽ bền vững thôi. Và lúc đó tới đó, lúc đó rồi các anh chị đâu có phải là mình bán hàng gì nhiều nữa đâu, đúng không? Khi mà mình bán, có cơ hội bán hàng thì mình vẫn bán đó, còn thí dụ mình không bán hàng thì mình cũng đã có thu nhập rồi. Các anh chị kịp tới đây chưa? Cho nên là mình sẽ phát huy hết hai việc bán hàng và lan tỏa, nếu như chúng ta muốn có nguồn thu nhập bền vững ở đây. Và sau này các anh chị còn kế thừa lại cho con các anh chị cái tài khoản các anh chị và tiếp tục cộng dồn. Trời ơi, nó quá trời hay luôn đó. Thì ở đây là các anh chị phải chủ động hết. Ai trong số các anh chị ở đây mình chưa làm các bước này, chủ động học, chủ động hỏi, chủ động tương tác và kết nối, là các anh chị nhắn vô khung chat đi. Mình chưa làm cái bước nào, ví dụ học là số 1, hỏi là số 2, tương tác số 3, kết nối là số 4. Vậy cái nào mình chưa làm mình ghi cái số tương ứng vô khung chat cho Thanh. Ở đây mình đang có 41 người đó các anh chị. Các anh chị tương tác đi, hả chị còn đây không, hay là chị mở ra rồi đi đâu hết rồi các anh chị? Chút xíu rồi mình sẽ có cái phần sau mình sẽ giao lưu. Anh chị nào có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ gì mình sẽ bật mic mình hỏi để được hỗ trợ trực tiếp luôn. Ngày nay nói chung là mình rảnh lắm, ai muốn cần gì thì cứ tận dụng ngày nay, các anh chị hỏi đi. Đó. Ở đây các anh chị tương tác đi, đâu rồi, người mới đâu hết rồi, toàn là có mấy sao. Chưa làm cái 3, cái 4, đúng rồi, chưa làm cái nào giờ mình làm cái đó. Các anh chị khác đâu mất tiêu rồi? Các anh chị ơi, còn đó không? Số 1 là học nè, số 2 là hỏi, số 3 là tương tác, số 4 là kết nối. Mình chưa làm cái nào, cái 1, 2, 3, 4, cái nào mình ghi cái số lên. 3, 4 là chưa. Rồi, ok. 1, 2, 3, 4. Không, Tấn Hòa là quá giỏi ở cái phần này luôn á. Tấn Hòa là một trong những người mà hiện tượng của Robby luôn á các anh chị. Các anh chị được dịp các anh chị xem lại YouTube của bạn Tấn Hòa đi thì các anh chị sẽ biết. Rất là có nghị lực và vô trong một thời gian ngắn. Hiện Tấn Hòa là coach 3 sao và hiện tại là đang là nhân viên của Kuchen, vừa là đối tác của Robby. Rất là thành công ở Robby luôn các anh chị, nên kết nối với Tấn Hòa để học hỏi này. Rồi. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ ai chưa cái phần nào thì mình làm cái phần đó thôi các anh chị, không sao hết. À, sợ là mình chưa biết thôi, chứ còn mình biết làm, mình biết rồi thì bây giờ mình sửa thôi. Đó. Bây giờ này, học. Thanh nói lại ha, học là mình chủ động mình coi cái lịch học và mình chủ động mình tự đi học, đừng để ai nhắc mình vô chưa, hỏi đừng để nhắc là vô chưa rồi nay có cái này rồi kia. Thí dụ, bây giờ mình thấy quá trời lịch học, mình không biết học cái gì thì mình hỏi. Mình hỏi cái người hướng dẫn á, chị ơi nay hôm nay quá trời lịch học nè, theo chị thì em nên học cái Zoom nào đó. Rồi ví dụ như chị ơi hôm nay mục tiêu của em như thế này nè, chị giúp em và hướng dẫn em cái cách để mà mình lên kế hoạch để mình hoàn thành mục tiêu. Chị ơi hôm nay là em muốn bán cái sản phẩm này nè, chị cái sản phẩm này nè, đó bây giờ mình chia sẻ như thế nào chị ơi, hoặc là cái gì á. Sau khi mình học mà mình chưa hiểu hoặc là mình cần hỗ trợ thì mình phải hỏi. Mình hỏi người ta mới biết mình đang chỗ nào, người ta mới chỉ mình được chứ, đúng không? Rồi, tương tác thì bây giờ chịu khó chút xíu đi. Bây giờ những cái việc đơn giản gì mình không làm được mà mình đòi một tháng mình kiếm 20-30 triệu làm sao ra. Tương tác bây giờ ví dụ như người ta có cái đơn tương quan vô á, thì mình vô mình nói chúc mừng anh, chúc mừng chị, cũng có tình cảm đúng không, cũng có sự kết nối. Sau này á, mình làm ở đây mình còn phát triển ra nữa chứ đâu phải mình dừng lại mình vô đây mình bán không thôi, mình chơi với mình đâu. Sau này đội nhóm các anh chị phát triển ra, bây giờ các anh chị cần một cái người hỗ trợ cho đội nhóm, anh chị mời những cái người mà ở team khác qua giao lưu, mà bây giờ các anh chị không có kết nối làm sao các anh chị mời được người ta. Tự nhiên đâu trên trời xuống một năm không có liên lạc liên hệ gì, đụng cái chị ơi qua bên team em chỉ team em này, ai đâu mà giúp, đúng không các anh chị? Đó. Cho nên là mình phải có sự kết nối và sự tương tác, chủ động học, chủ động hỏi, và đặc biệt là phải hành động. Cái hành động là cái quan trọng nhất. Bây giờ các anh chị có vô xuyên đến cách nào, các anh chị học coi như là Zoom nào cũng học, cũng bỏ cái Zoom nào, nếu không hành động, ta dạy biết vậy đó, biết ngày nay đi chia sẻ như vậy.
nhưng mà không có chịu đi chia sẻ thì làm sao ra kết quả, ngồi đó làm sao ra kết quả. Để mà cái bạn Hùng mà mới vào 30 ngày mà lên code 1 sao các anh chị, là doanh số bán hàng 65 triệu á, mà từ một cái người mà học sinh mới ra trường á, không có mối quan hệ á, là cái hành trình đó mình biết là bạn ấy làm như thế nào không? Vô là bắt đầu là học, xác định một cái mục tiêu, ghi ra bây giờ muốn lên 1 sao là 30 triệu điểm. 30 ngày mỗi ngày mình phải được bao nhiêu triệu điểm, bán được bao nhiêu hàng, bán hàng gì, rồi xong rồi đi chia sẻ như thế nào. Đó, bây giờ mỗi ngày mà muốn bán được một cái combo nước giặt là bạn Hùng phải chia sẻ 20 người. Một combo, hai combo là phải chia sẻ 20 người thì nó ra được xác suất. Rồi ngày hôm sau tiếp tục chia sẻ tiếp 10 người, 20 người. Đó, thì mình phải chủ động như vậy á thì nó mới có. Và sau những cái nỗ lực của mình, những cái chủ động của mình và những cái quyết tâm của mình thì cuối tháng, à ngày mùng chị nào ngủ thì cho ngủ luôn mình kiếm tiền cho mình mà, ở đây nó công bằng mà, bây giờ cứ bắt đền cái người kia làm sao được, đúng không? Cơ hội của mình mà, tạo điều kiện hết sức mà mình không làm nữa thì thôi chứ. Rồi vậy nha các anh chị ha, đó là cái việc mà chúng ta sẽ làm. Bây giờ muốn bán hàng, bây giờ đầu tiên này, bán hàng đầu tiên, bây giờ anh chị nào mới, ngày hôm nay là sẵn là ngày đầu năm thì chúng ta làm gì? Ai mà chưa khai trương, các anh chị làm bài khai trương nha. Nếu mà không biết làm bài khai trương thì hỏi cái người hướng dẫn đó, gửi cái mẫu bài khai trương, mình chỉ thế tên mình vô thôi, hoặc là mình nhờ cái người hướng dẫn mình làm cái banner đó, để đăng một cái bài chào mọi người. Chắc chị Hân có thể là bị ao rồi, mọi người đợi một tí nha. Mọi người thấy là cái buổi học hôm nay như thế nào, chị Hân này dạy rất là kỹ luôn á, mọi người cố gắng ghi chép cũng như là những cái thông tin mà chị Hà Thanh đã hỗ trợ cho mình á, thì tất cả anh chị chúng ta hãy tập trung mà mình ghi chép lại, giờ mình có cái khó khăn gì á thì mình sẽ nhắn công chat hoặc là mình có thể liên hệ với người hỗ trợ trực tiếp cho mình để mình được làm nó chuẩn mực nhất, để chúng ta bắt đầu một công việc nó ngay nó đúng đắn từ ngay từ đầu á, mình làm đúng đủ điều nha các anh chị. Rồi cả nhà đợi tiếng thì Hà Thanh đang vô lại nhé. Có chị nào muốn lên giao lưu không? Đang gặp khó khăn gì không cả nhà? Hôm nay là một ngày tất tay, nhưng tất cả anh chị ta vô đây để học thì rất là quan ninh cái tinh thần của mọi người. Thì hôm nay là một cái buổi mà chị Hà Thanh đã hỗ trợ rất là kỹ luôn. Mọi người cố gắng
thì để chúng ta bắt đầu một công việc nó đúng. Thì ngay đầu thì rất là nhiều anh chị thì vô đây mình không học, mình không có làm, thì mình chỉ vô xong mình dòm thôi, thì nó không kết quả thì lại chán, thì mình lại nói là hết rugby không có hỗ trợ, nhưng thật sự là do mình chưa chưa cố gắng, chưa chưa thực hiện nó. Thì ở đây là mình đã rugby đã tạo điều kiện hết cho mình rồi, có một cái sàn thương mại điện tử nó 2.000 sản phẩm rồi, và mình cũng không phải đóng gói xếp hàng gì hết, và mình vẫn đi làm công việc chính bình thường, thì mình có đơn mình chỉ cần mã rồi mình lên đơn thôi, chứ mình không có làm gì hết, và công ty đã hỗ trợ hết cho mình rồi. Việc của mình chỉ là tư vấn và mình chăm sóc khách hàng thôi, mình chỉ cần 20 khách hàng trung thành thôi cả nhà, thì mình đã có được một cái nguồn thu nhập nó ổn định rồi, và mình thấy công việc này nó tốt, nó ok, thì mình có thể giới thiệu cho nhiều người nữa. À, lịch công phu là nó sẽ là thứ ba, thứ năm, thứ bảy vào tối, thứ ba, thứ năm, thứ bảy giờ 7:30 tối nha các anh chị. Thì mình sẽ do như cái nhóm lịch lịch học á, để mình nắm được cái lịch học công phu đó đó, để mình học, mình cố gắng học, nó chỉ có 6 buổi thôi, thì mà tất cả anh chị mới vô á, thì mình cố gắng mình học xong 6 buổi công phu đó trước, rồi sau mình sẽ học một cái buổi quy trình ra đơn không lối thoát của chị Lê Sự nè, rồi mình sẽ học cái buổi là kích hoạt mục tiêu cho người mới, để mình biết cái mục tiêu của mình là mình nên bắt đầu như thế nào đó. Mình sẽ kích và mình học được cái buổi mục tiêu, để mình hiểu được, mình xác định được cái mục tiêu kinh doanh của mình. Rồi tiếp theo mình sẽ học 7 bước thành công đó, mình những cái buổi cơ bản. Thì em nói lại nha, mọi người học 6 buổi công phu cho em nè, rồi mọi người học tiếp theo là quy trình ra đơn không nói hót của chị Sự nè, rồi là học cái buổi là 7 bước thành công đó, để mình hiểu được cái công việc như thế này. Rồi mọi người sẽ xin cái người hướng dẫn của mình cho mình một cái quyển sách là 180 ngày thành công của Shopee á, để mình đọc cái quyển sách đó. Thì trong cái quyển sách đó nó rất là ngắn thôi, nó chỉ có mấy trang thôi, nhưng mà nó đầy đủ tất cả những công việc của Shopee thì mình làm nên làm gì đó. Thì anh chị liên hệ cái người hỗ trợ mình để mình lấy cái quyển sách đó. Thì cái quyển sách đó mình có thể in ra, nó chỉ có mấy ngàn thôi, mình in ra xong rồi lúc lúc nào mà mình mất năng lượng, mình không có cái năng lượng, thì mình có thể mình đọc cái quyển sách đó. Rồi lúc nào mình bí, lúc nào mình chán nản, thì mình có thể mình lấy quyển sách ra mình đọc, để mình hiểu là trong mình đang vướng mắc mình sai chỗ nào, là để mình có thể tiếp tục nó. Thì hoặc là mình vô đây thì mình cố gắng mình phải tham gia đầy đủ các chương trình học, để mình thứ nhất là như nãy chị Thanh này có nói là như buổi thứ tư á, thì chúng ta sẽ có một cái buổi dạy bán hàng, thì để mình nắm được cái cách bán hàng như thế nào, và một cái buổi lan tỏa công việc này nó. Thì nó ngày thứ tư sẽ có hai cái buổi đó, thì mình muốn học cái buổi nào thì mình vô. Rồi cái tiếp theo là mình sẽ học tham gia cái chương trình 5 giờ sáng, một cái chương trình 5 sáng là một cái chương trình xương sống của Rugby luôn. Thì để mình nắm được, thì từ hồi mà vô cái Rugby là cô Yến kêu em vô cái chương trình 5 giờ sáng, thì bắt đầu em vô là em thấy cái chương trình nó rất là hay, rất là nhiều kiến thức bổ ích, và em không có bỏ. Hiện tại là do là đang làm cho cô Chen nữa, cho nên là có nhiều chương trình em muốn học, nhưng mà rất là tiếc không không có tham gia được. Mình sẽ làm cho bên vừa làm cô Chen vừa là Rugby, thì những buổi nào mà nó không có dùm bên kia, thì em muốn quay về mình để học vô mình thống. Thì tất cả anh chị là không có bận việc, thì mình người cố gắng tham gia cái chương trình 5 giờ sáng thì đó. Rugby là mình đã hỗ trợ, tại vì cái này là cái công việc làm thêm, mình phải hiểu là ban ngày mình đi làm những ngày hành chánh rồi, thì tối là cũng Rugby mới tạo, nó mới tạo tạo cho mình về lúc buổi tối nè, và lúc 5 giờ sáng là những cái giờ, những cái giờ đó là giờ ngoài giờ mình không có bận việc chính, để mình có thể làm được. Thì mình vô, người ta đã bỏ công ra, người ta đào tạo rồi, thì mình chỉ bỏ sức cho mình học thôi. Mình học thì mình mới biết được cái việc làm như thế nào, và mình không vô dung là mình không biết gì luôn, tại vì công ty nó càng đổi mới, thì cái xu thị trường nó cũng vậy, nó càng đổi mới, và mình có những cái chiến lược, những cái chương trình khuyến mãi, hay là những cái kinh doanh của công ty phổ biến xuống, thì mình phải vô dung thì mình mới hiểu được. Còn mình không vô dung là mình không biết làm, mình cũng không không có nắm được chương trình. Lúc đầu mình mất năng lượng thì mình không không có bán được hàng này kia, rồi bắt đầu mình sẽ ngủ luôn nó. Cho nên mọi người cố gắng, giờ mình vô đây thì mình phải tương tác với các cái nhóm ở trong nhóm của mình, là nhóm của chị Sự này kia đó, để mình có thể có cái năng lượng và mình giao lưu với nhiều người lên, đặc biệt là cái gọi là giao lưu á. Thì tất cả anh chị chúng ta hãy giao lưu, mình sẽ học mỗi người một cái một ít kinh nghiệm, thì mỗi người sẽ có một cái thế mạnh riêng đó, thì mình sẽ giao lưu để mình có một cái mỗi mình sẽ học mỗi người một ít, và sau này mình có một cái mối quan hệ nữa. Hiện tại thì em là ở bên ngoài là em không có mối quan hệ, thì cái nền tảng của em rất là thấp nó, nhưng mà khi mà vô đây thì em được làm quen, em được giao lưu rất là nhiều những anh chị rất là giỏi, giáo sư tiến sĩ hay là giáo viên đây rất là nhiều, bác sĩ này nọ, là em bây giờ em quen trong này, trong Rugby là
có một cái mối quan hệ là rất là tuyệt vời được như vậy. Còn ở bên ngoài thì mình không có được như vậy đâu, mình có rất là khó tiếp cận với người ta. Nhưng mà khi mình vô rugby rất là tuyệt vời, thế là được giao lưu kết nối rất là nhiều anh chị rất là giỏi luôn đó. Thì mình tận dụng những cái này để mình có thể sau này nếu mình không có làm rugby nữa thì mình cũng có những cái mối quan hệ này để mình đi đến đâu thì mình cũng có người quen hết đó, rất là hay cái chỗ đó. Chị Ngọc Thanh sao sao lâu quá. Rồi mạng của Hà Thanh đang bị có vấn đề á, cho nên là ở đây có anh chị nào mà có vấn đề gì thắc mắc á thì mình có thể đặt câu hỏi, Tùng sẽ hỗ trợ ha. Như làm ở rugby thì các anh chị ở đây phần lớn là các anh chị mới đấy, thì chúng ta vào chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta sẽ theo dõi một vài tuần để chúng ta sẽ hiểu được là ở rugby nó tuyệt vời như thế nào. Tại vì ở đây là chúng ta sẽ không có phải bỏ vốn nhập hàng, cho nên chúng ta không có lo về cái việc là nó bị hình như Hà Thanh vào rồi hả, không có bị lo là rủi ro ha, chúng ta cũng không có áp lực về doanh số nữa. Rồi Hà Thanh ơi, hỗ trợ tiếp đi Hà Thanh. Rồi các anh chị hồi nãy giờ chúng ta nghe kịp tới đó chưa các anh chị? Nãy mình đang tới khúc nào giờ không đọc được khung chat mất tiêu hết. Tự nhiên cái nó rớt mạng. Ngày nay là ngày ngày mùng 1, các anh chị nào chưa khai trương thì bây giờ chúng ta tiến hành khai trương. Hồi nãy đang nói tới khúc khai trương ha. Thì bây giờ mình hỏi cái người hướng dẫn á để hỗ trợ mình cái bài viết khai trương, hoặc là có nhiều cách khai trương khác nhau các anh chị có thể tận dụng. Cái thứ hai nữa là ngày nay mình lập cái danh sách khách hàng. Nói chung là mỗi cái công việc là nó có một cái buổi đào tạo khác nhau. Ví dụ lập danh sách khách hàng là mình cũng phải học. Rồi mỗi cái là chúng ta đều phải học, nhưng mà cơ bản đơn mình nói ngắn gọn như thế này, bây giờ lập danh sách khách hàng là mỗi ngày chúng ta nên viết ra những cái đối tượng khách hàng. Ví dụ như mình muốn mua bán những cái sản phẩm là trị mất ngủ như bán sâm đi. Thanh sẽ gợi ý một số cái sản phẩm mà bà có doanh số cao ở trong công ty, và những cái sản phẩm mà mình bán mà khách hàng rất là ưng ý luôn và dễ bán. Thứ nhất là mình sẽ bán, nay đang cái mùa Tết thì các anh chị có thể bán quà Tết. Thì quà Tết thì chúng ta của Nông Lâm Food thì cái chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, chất lượng thì nó rất là tốt và hộp thì nó cũng xịn nè, nhưng mà nó có nhiều cái mức giá khác nhau. Thì các anh chị nhắm coi, ví dụ Tết này chúng ta tặng cho ai, người thân bạn bè ông bà gì đó, thì chúng ta có thể là lựa chọn những cái sản phẩm quà hay gì mình ra ngoài mình mua, mình không có được chiết khấu thì bây giờ mình lên app mình mua ở công ty mình đó. Ví dụ như á ông bà người thân thì mình có thể là cho những sản phẩm sức khỏe như là sâm, như là đông trùng hạ thảo, hoặc là mình có thể cho những sản phẩm quà Tết như bánh mứt của Nông Lâm Food. Đó là ba cái thứ mà chúng ta có thể chuẩn bị. Cái thứ hai nữa nè, thì chúng ta lập cái danh sách ra những người nào. Bây giờ mình gửi tin nhắn thôi các anh chị, gửi tin nhắn chút xíu nữa Hành sẽ nói về cái phần tin nhắn. Thì nhóm thứ nhất là chúng ta bán những cái sản phẩm quà Tết, các anh chị ghi chú ha, quà Tết đó như là sâm nè, đông trùng hạ thảo nè, rồi chúng ta có thể bán những cái sản phẩm quà Tết từ Nông Lâm Food. Cái thứ hai là chúng ta có thể bán những cái phần quà như là bữa trước mình có của cái nhãn hàng nhựa thủy tinh cao cấp của thằng Inuchi á, thì cái đó nó cũng có những cái set quà Tết để mà người ta có thể là người ta sử dụng để người ta thay đổi cái bộ mặt của nhà bếp người ta. Ví dụ như cái hộp nhựa, mấy cái hộp thủy tinh mà cũ người ta thay mới, thì mình cũng có thể là những cái sản phẩm đó. Cái thứ hai đó là một tiệp khách hàng, như các chị ghi ra một tiệp khách hàng đó riêng. Thứ hai là chúng ta một tiệp khách hàng nữa là đó là những cái người mà có nhu cầu làm đẹp ăn Tết. Thì làm đẹp ăn Tết á, thì thứ nhất là chăm da, thứ hai là dạ dáng. Thì bây giờ cái dáng á, thì có một cái sản phẩm trong công ty mình rất là tốt và hiệu quả rất là nhanh, trong vòng 2 tuần 3 tuần là đã có thấy hiệu quả rồi. Đó là cái sản phẩm của TH Health. TH Health là cái cặp đôi thải độc giảm cân. Thì ở đây chúng ta có thể tách ra là hai tiệp khách hàng, một cái đối tượng là thải độc giảm cân, thải độc không á, hoặc là những cái người mà muốn thải độc hàng ngày thì chúng ta bán dịp lục riêng, tư vấn riêng, thì cái đó là 600 ngàn một hũ. Còn mình đối tượng mình ghi ra xung quanh mình những cái người mà có bụng to muốn giảm mỡ nội tạng này, những cái chị mà thân hình nó hơi phì nhiêu xíu để mà họ có cái dáng để ăn Tết này này kia, thì mình sẽ tiếp cận những cái đối tượng đó. Mình ghi ra chừng 10 người 20 người á, rồi mình tiếp cận mình giới thiệu về cái sản phẩm của mình. Thì cái sản phẩm đó thì chúng ta thấy là khi mà uống vô trong vòng tùy theo cái nhu cầu, ví dụ như họ muốn giảm cân cấp tốc hay là họ muốn giảm cân theo kiểu là
Thông thường thì nó có cái chế độ mình sử dụng sản phẩm khác nhau, rồi thải độc nó có chế độ sử dụng sản phẩm khác nhau, thì mình sẽ tư vấn. Và thường á, là mình uống chừng một tuần là đã thấy hiệu quả rồi, một tuần đến 10 ngày là ví dụ cân nặng là đã giảm xuống 5-6 kg rồi, và cái vòng eo có thể giảm xuống từ 7-10 cm rồi, thì nó rất là hiệu quả và an toàn, lành tính. Đó, thực tế là Thanh bán rất là nhiều cái sản phẩm đó rồi, và bản thân ở nhà cũng như là bố mẹ cũng có sử dụng, mẹ Thanh cũng có sử dụng và thấy hiệu quả rất là tốt, không có gây mệt mỏi, và hàng thiên nhiên. Thì các anh chị có thể lựa chọn sản phẩm đó để các anh chị kinh doanh, tại vì cái đó là những cái những anh chị đặc biệt là mới, các anh chị chọn những sản phẩm nào mà có hiệu quả liền á, thì khi khách hàng người ta xài á, người ta sẽ rất là thích, và người ta khi mà thích một sản phẩm nào rồi thì mình có thể tư vấn những sản phẩm tiếp theo nó dễ hơn. Còn các anh chị vô chưa gì, các anh chị chọn những sản phẩm là liệu trình á, ví dụ chẳng hạn như vô mình chọn sản phẩm là collagen là cần một cái liệu trình là 3 tháng mới thấy được cái hiệu quả, thì cái đó thì nó sản phẩm mình cũng rất là tốt, nhưng mà những cái sản phẩm mà đòi hỏi một cái liệu trình dài như vậy thì khi mà người ta uống á, người ta mới đầu người ta không có kiên nhẫn, người ta muốn liền, cho nên là chưa có gì là người ta đã kiểu này kiểu kia, trời ơi sản phẩm không hiệu quả này nọ, tại vì người ta có dùng đúng đâu mà hiệu quả đó. Cho nên là mình phải biết cách, thay vì những cái đó mình sẽ tư vấn những cái đối tượng đã mua sản phẩm mình rồi, bây giờ bổ sung hỗ trợ bên trong thêm thì mới đi qua những cái like đó. Còn ví dụ đầu tiên là mình chọn sản phẩm phiểu, sau đó mình sẽ tư vấn qua những cái sản phẩm chủ lực. Bây giờ phiểu á, các anh chị cứ ngay mùa Tết này ai cũng có nhu cầu mua sắm, và ai cũng có cái thu nhập lương tháng 13, ai cũng có nhu cầu thay đổi mới trong nhà của mình. Thứ nhất là cái loại hàng Kuchen thì nếu như các anh chị nào mới vô thì thấy cái giá nó cao, mình chưa có học sản phẩm rồi mình cũng không biết tiếp cận như thế nào, mình có cảm giác là khó bán. Nhưng khi các anh chị bán được một sản phẩm Kuchen rồi là tự nhiên là nó sẽ bán được rất là nhiều sản phẩm khác của Kuchen. Và theo như á, anh Lâm ngày hôm qua có nói chuyện á, thì sang năm chúng ta có rất rất là nhiều cái sản phẩm Kuchen mà những cái sản phẩm phân khúc thấp á, chẳng hạn như mình có bàn ủi nè, mình sẽ có những cái máy sấy tóc, hoặc là mình có những cái máy hút bụi vân vân, máy hút bụi văn phòng, hoặc là mình có những cái thiết bị nhỏ lẻ, máy xay thịt đồ vân vân, thì những cái phân khúc đó là sang năm mình sẽ có rất là nhiều, nên rất là dễ bán. À, khi mà Thanh vào đây thì mình cũng không nghĩ là mình bán được những cái line hàng to của Kuchen, chẳng hạn như đầu tiên là Thanh chỉ bán được có một con robot đầu tiên thôi, nhưng mà do một cái con robot này cái người đó sử dụng xong, cái bà hàng sớm qua thấy cái bắt đầu hỏi mua ở đâu là chỉ vô là tự động mình có một cái đơn tiếp theo đó các anh chị, chứ mình chưa có tìm kiếm khách hàng, mình chưa có tư vấn. Và thế là bà hàng sớm mua rồi thì hai người mua bắt đầu cái con họ xây nhà, cái bắt đầu họ quay lại mua, là bắt đầu là mình bán được 3 con rồi. Sau đó mình thấy đang có chương trình khuyến mãi nồi chiên, mình tiếp tục tư vấn cái nồi chiên cho cái bà thứ nhất, bà thứ hai, thì họ tiếp tục họ cũng thấy là cái sản phẩm thương hiệu Kuchen, họ đã sử dụng con robot ok rồi, họ không ngần ngại, họ đang có nhu cầu họ mua luôn cái nồi chiên. Và thế là mình nhân rộng cái đơn hàng ra, là mình có được nhiều đơn đó. Rồi sau đó mình chăm sóc tốt người ta, bây giờ mình bán nồi chiên rồi, mỗi ngày mình cập nhật, chị ơi nay có cái món này ngon làm từ nồi chiên nè, em gửi chị nhé. Nếu mình chăm sóc tốt, người ta rất là hài lòng, người ta rất là thích, tự động ai hỏi người ta đều có chỉ giờ mình. Và khi mà bán hàng xong mình luôn luôn có một cái lời cảm ơn, và mình luôn luôn mình nói với người ta rằng à chị, nếu như mà sản phẩm xài tốt chị nhớ giới thiệu em nha, vui vẻ tươi cười lên, rồi tự động là đơn nó tới rồi các anh chị. Có những lúc mà mình nghĩ là mình không có bán, tháng đó mình không bán đi, nhưng mà tự nhiên có một cuộc gọi bất chợt của người nào đó, chị ơi bên chị bán robot đúng không, nói đúng rồi em, à chị bán cho em cái con robot giống như nhà của cái chị kia nha. Khỏi cần tư vấn gì các anh chị, không cần tư vấn gì là tự động có đơn. Đó là cái cách bán hàng qua những cái mối quan hệ xung quanh. Cho nên các anh chị mình tự tin, bây giờ mình trải nghiệm những cái sản phẩm nhỏ để làm gì? Bây giờ mình muốn bán được sản phẩm mà mình không hiểu gì sản phẩm. Bây giờ những cái sản phẩm nhỏ như trà đi, mình mua trà gì mình uống, mình xem cái vị nó như thế nào. À, mình mua mì gì mình ăn xem cái nó ngon như thế nào. Rồi mình lấy cái câu chuyện của mình chia sẻ cho người ta, thì nó sẽ rất là chân thật và mình chia sẻ nó rất là tự tin. Còn bây giờ của mình chưa xài, mình làm cái gì cũng chưa, mình bán cái bộ dầu gội đầu, nghe người ta nói trời ơi sao mà ngứa quá này kia, mình không học kiến thức sản phẩm thì mình cũng giật mình trời ơi chết rồi, bán cho người ta cái chai dầu gội đó sao người ta bị ngứa. Nhưng mà nếu như mình học sản phẩm thì mình mới biết rằng ngứa đó là hiệu quả rất là tốt, nó mới ngứa là sao, tóc con nó đang mọc lên, nó đang đâm cái da đầu nó đang mọc lên, nó gây những cái cảm giác là ngứa giai đoạn đầu. Thế là mình sẽ nói được thuyết phục thế nào, trời ơi chúc mừng chị nha, tóc ngứa là ok rồi đó, tại vì ở đây cái sản phẩm mình chủ yếu là đang kích thích mọc tóc,
Vậy thì tóc chị ít thì bây giờ là chị đang có nhu cầu là mình muốn tóc dày lên, mình muốn có tóc nó dày lên, nó không có còn thưa nữa, thì bây giờ nó đang làm cái nhiệm vụ đó đó. Thì mình lại khi có kiến thức mình nói là nó khác, còn khi mà mình không có kiến thức là mình giật mình sợ và mình nghi ngờ cái sản phẩm này kia. Cho nên các anh chị hãy trải nghiệm sản phẩm để mà mình có cái câu chuyện của thực tế của bản thân mình để mình đi bán hàng. Mình đầu tư cái sản phẩm, mình đầu tư một sản phẩm nhưng mình bán được một chục sản phẩm khác. Mình đầu tư đó là mình đầu tư có lợi, chứ mình không có phải là vô đây cái tâm lý các anh chị nhiều khi cứ nói là vô đây chờ, vô đây bắt mình mua hàng, vô đây hả? Ai bắt mình mua hàng? Mình không có nhu cầu, ai mà bắt mình mua? Rồi vô đây chắc dụ dỗ người thân, dụ cái gì mà dụ, sản phẩm tốt thì chia sẻ người ta mua thì mua người thôi, chứ mắc gì mà mình nghĩ cái quan điểm đó là sai nha các anh chị. Cho nên là mình cứ làm, mình quyết tâm mình làm thì mình đi chia sẻ bằng hết những cái kiến thức, những cái kỹ năng, kinh nghiệm của mình. Còn cái việc đón nhận hoặc cái người ta đúng nhu cầu người ta mua, còn không thì thôi mình đi chia sẻ người khác. Tại vì rất rất là nhiều những người người ta đang cần mình nhưng mà mình chưa sẻ, chưa có đúng đối tượng, mình chia sẻ chưa có đúng nhu cầu thì người ta từ chối mình là chuyện đương nhiên. Bây giờ một cái người mà đi bán vé số, một tờ vé số có 1.000 thôi các anh chị, có 10.000 thôi các anh chị, nhưng mà đâu phải ai người ta cũng mua đúng không các anh chị? Có người mua có người không, nhưng rồi người ta cũng phải đi bán, người ta vẫn bán bình thường. Thì cái gì cũng vậy, kinh doanh là xác suất, các anh chị làm số lượng thì nó ra chất lượng, còn anh chị không làm số lượng thì nó sẽ không có chất lượng. Cho nên đó là một trong những cái mà chúng ta lưu ý. Rồi cái nữa là những cái sản phẩm mà anh nói khi nãy là đang cái phân khúc là bán quà Tết nha, rồi bán vậy cho những người mà đang muốn làm đẹp đang Tết, rồi mình bán những cái mặt hàng tiêu dùng. À, Tết này thường người ta hay mua cái gì cũng phải đầy đủ hết, ví dụ như gạo thì cũng phải đủ này, rồi hả xà bông nước giặt cũng phải mua cho đầy đủ. Nói chung cái kiểu mình quan niệm là năm mới là phải đông đầy đủ đầy hết, cho nên là ai cũng có nhu cầu mua. Thì bây giờ mình tư vấn, thay vì người ta ra siêu thị người ta mua nước rửa chén, nước giặt, nước lau nhà, thì bây giờ mình tư vấn người ta mua cái sản phẩm của mình. Thay vì người ta uống sữa, mua sữa cho con ở những cái cửa hàng, thì bây giờ mình lái họ vào cái sản phẩm của mình. Thay vì người ta mua quần áo, giày dép, bây giờ mình cũng có giày dép. Thay vì con nít á người ta mua là tã, thì bây giờ mình hướng mua sản phẩm của mình. Rất rất là nhiều thứ, bây giờ nói là không có thời gian để mà mình làm luôn á, chứ đừng có nói mà bán không được, rất rất là nhiều. Bây giờ các anh chị bán mỗi cái sản phẩm nó có cái kịch bản riêng, nó có cái kịch bản riêng hết ha, nó có kịch bản riêng. Các anh chị nếu mà các anh chị học á thì mỗi nhà cung cấp hướng dẫn cho mình cái kịch bản. Bây giờ các anh chị đại khái là ví dụ như bán sản phẩm canxi chiều cao rất dễ bán nha, mình chưa, nhiều khi mình chưa có tìm hiểu tới. Mình vô mình học 2 buổi, người ta hướng dẫn cho mình là cấp cho mình một cái phần mềm về dự đoán chiều cao đó, xong rồi cái mình cứ thấy cái phần mềm dự đoán chiều cao đó, mình gửi cái link cho những cái người xung quanh mình á. Có nghĩa là mình không có bán hàng gì đây, các anh chị cứ gửi cái link đó cho mọi người và hướng dẫn mọi người. Bây giờ mình có cái link này nè, anh chị nào mà muốn biết con mình 20 tuổi, 18 tuổi gì, cao bao nhiêu hoặc là như thế nào đó, thì các anh chị hãy 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 điền cái link đi để em gửi cho anh chị cái kết quả, cái phác đồ chiều cao cho các anh chị thôi, không có bán cái gì đây hết đó. Thì người ta đang quan tâm tới cái chiều cao của người ta điền vô. Người ta điền vô thì trên cái app của các anh chị, cái app mà bên chiều cao nó sẽ hiện lên thông tin phụ huynh này, số điện thoại này, con của họ, thói quen sinh hoạt của con họ này kia, nó hiện lên hết. Thì khi đó nó sẽ cho ra cái phần mềm, nó sẽ cho ra một cái kết quả rất là nhanh luôn đó. Và từ những cái chuyên gia người ta đã làm ra cái này và mình được thừa hưởng cái đó, và mình sẽ có được cái kết quả giống như mình đi siêu âm mới có kết quả liền vậy đó. Thì khi mà có cái kết quả đó mình gửi ngược lại cho cái người ta, thì người ta nhìn vô, mình sẽ hỗ trợ, mình gọi điện, mình sẽ hướng dẫn người ta. Đây, kết quả này của con chị đây. Đó, con chị hiện tại thì con chị thì cái nếu như cái sinh hoạt như hiện tại thì con chị đến năm 18 tuổi thì cái chiều cao của bé là 1m55. Còn cái cân nặng thì nó là ở cái mức này nè. Nó sẽ đưa ra cho mình một cái số cụ thể, đó là trên chuẩn hay dưới chuẩn bao nhiêu. Thì lúc đó nếu như cái kết quả của con họ ok thì mình chúc mừng. À, chúc mừng chị, nếu như có duy trì cái thói quen này thì bé lớn lên chiều cao bé là như vậy và cân nặng như thế này đó, nên duy trì chị cho bé ngủ sớm trước 22 giờ nè, rồi cho bé tham gia những cái hoạt động thể thao đồ thêm đó. Mình nói những cái trao giá trị trước, sau đó mình sẽ nói nhưng mà nếu như được chị có thể là hỗ trợ để mà tối ưu phát triển tối ưu cái chiều cao cho bé, thì chị nên cho bé uống thêm cái canxi hữu cơ
Đó, thì mình đưa cái câu chuyện của mình vào, mình đưa cái việc mà cái khơi gợi cái nhu cầu mua hàng của mình vào, thì lúc này người ta sẽ quan tâm. Khi mà cái kết quả đưa ra là con người ta đang gì đây, đang dưới chuẩn về cân nặng, thay vì á con gái nó phải cao 1m6 mấy cho nó đẹp, thì bây giờ con họ đang ở mức 1m50, 55 thì họ cũng giật mình chứ, đúng không? Và họ nói, họ hỏi tiếp về sản phẩm. Thì khi mình có kiến thức về sản phẩm, mình sẽ tiếp tục mình tư vấn và mình chốt. Và mình chốt cái là mình chốt liệu trình nha các anh chị. Mình chốt một cái liệu trình đó, một cái liệu trình về canxi cho bé. Các anh chị thấy dễ không? Nó rất là dễ luôn, nó không có gì khó hết. Bởi kìa các anh chị gửi cho 20 người, 20 người đưa cho các anh chị nhảy lên cái kết quả. Các anh chị tiếp tục, các anh chị hỗ trợ người ta mua. Ít nhất các anh chị cũng phải bán 4 5 liệu trình về canxi. Đó. Rồi xong nha. Người ta còn cảm ơn mình nữa, tại vì nhiều khi bố mẹ rất là bận rộn, nhiều khi con để cho tự lớn người ta không có quan tâm. Nhưng mà khi mà người ta có được một cái phác đồ như vậy, mình là người chủ động cho người ta nhìn vào cái kết quả con người ta, thì họ mới giật mình. Chết rồi, nào giờ là không có để ý tới con. Bây giờ biết như vậy rồi, bây giờ muốn cho con sau này nó phát huy tối ưu chiều cao thì họ phải tìm cách. Họ phải tìm cách. Sau này họ còn cảm ơn mình nữa. Thì cái này là mình đang đi trao giá trị, và ở đây là mình đang nói cụ thể một cái sản phẩm đó là canxi, còn của mình là tới 1.000 hơn sản phẩm lận, thì mỗi sản phẩm có một cái kịch bản khác nhau đó. Bây giờ bán máy lọc nước thì mình có kịch bản máy lọc nước, có bộ test nước. Các anh chị nhìn tập trung like nào, các anh chị cứ học chăm chỉ cái like đó đi, là các anh chị sẽ tìm ra được cái giải pháp liền đó. Bây giờ ví dụ như anh Tiền ở Tiên Sự đó, hồi trước giờ là bán những sản phẩm khác, nhưng mà bây giờ qua tập trung qua cái sản phẩm máy lọc nước, cứ đeo riết thì cỡ nào bây giờ cứ ra ra đơn, và doanh số tháng vừa rồi hình như là trên cả 100 triệu tiền bán máy lọc nước anh chị, nó có kết quả rồi anh chị, nó mình phải làm nó mới ra. À, mình có mình mua cái chai thử nước có 50.000 à, còn nếu như anh chị nào có điều kiện thì mình đầu tư luôn những cái cây thử hydrogen đồ này kia kết hợp vô, để mà mình đi khảo sát nước, và công ty làm sẵn cho mình cái phiếu khảo sát. Bây giờ mình đâu có vô từng nhà mà mình biểu mua máy lọc nước đi chị, máy lọc nước đi chị, máy lọc nước này tốt, mình đâu có làm cái việc đó. Mình đang đi test nước cho người ta, nó có mẫu test nước. À, ví dụ như không lẽ hàng xóm mình không cho mình test nước miễn phí mà, không lẽ không cho để người ta biết cái nguồn nước người ta chuẩn hay không chuẩn, đủ sạch để mà xài hay không. Thì khi mà mình vào mình có cái nhà ý đó, ai mà chẳng đón nhận mình chỉ test nước thôi mà. Nhưng mà khi đi test nước, khi mà cái màu test nước nó ra màu đỏ ngầu á, kiểu là axit nhiều á, thì người ta mình phân tích cho người ta mới hiểu, ồ nước nhà chị nhiễm rất là nhiễm nhiễm axit rất là nặng. Bây giờ nếu mà mình duy trì mình sử dụng một cái sản phẩm mà nhiều axit như vậy á, thì lâu ngày vài tháng thì nó sẽ phát sinh những căn bệnh ung thư, những căn bệnh này bệnh nọ. Chị cứ lên Google chị tra đi coi, nếu mà nguồn nước nhiều axit thì nó bị cái gì là chị biết chứ gì đó. Cho nên là chị coi lại cái nguồn nước nha, vân vân và vân vân. Thì khi lúc này người ta nói rồi, mình mới đưa câu chuyện, ồ nhà em á lúc trước nước cũng vậy nè, nhưng mà giờ em xài cái máy lọc nước kia ngon ghê, trời ơi, ra nước nó chất lượng, không những nước sạch mà còn nước tốt đó, mà nó có tiện ích lắm, nó vừa có nóng lạnh và không và cái nguồn nước nóng nè, lạnh và chế độ là bình thường nữa, và đặc biệt là nó có cảm ứng nha, tối là nó phải tắt đèn hết, là tự động là nó tắt điện luôn đó. Mình tư vấn ra những cái sản phẩm bên mình thì người ta chỉ nghe thôi, mình đâu bắt người ta mua gì đâu, đúng không? Mình chỉ nói hết cái câu chuyện của mình, là mình đi chia sẻ đúng 5 người thôi, kiểu như vậy là xong. Đó là cái kịch bản bán nước, bán không phải bán nước, kịch bản bán máy lọc nước kịch bản bán máy lọc nước nha, rồi kịch bản bán canxi, rồi kịch bản bán nước lau sàn nó có hết, rồi kịch bản bán sâm chẳng hạn. Bây giờ bán sâm, bây giờ qua kịch bản bán sâm đi, bây giờ bán sâm, bây giờ giờ không lẽ giờ trong xanh xung quanh mình không sâm, thì cái đặc thù của sâm á là mình sẽ có gì ta, trị mất ngủ đúng không, hỗ trợ, nói chung là mình đừng có nói cái chữ trị, mình tư vấn người ta nói là sản phẩm bên mình hỗ trợ mất ngủ nè, rồi hỗ trợ về sức khỏe vân vân. Bây giờ mình đầu tư đi, mình cho đi, mình cho trước rồi mình lấy lại sao. Bây giờ ví dụ như mất ngủ rồi, sâm hòa tan rất là dễ, tại vì trong cái hộp sâm nó 30 gói, mua luôn, đầu tư một hộp sâm 30 gói về đó, 30 gói về. Nhưng mà mình ví dụ 30 gói mình cho người ta trải nghiệm người chừng 2 gói, 1 gói 2 gói, và mình nhắm những cái người nào mà có như có những cái tình trạng đó nha, tiềm năng đó nha, thì mình mới cho người ta trải nghiệm. Có nghĩa là mình sẽ tặng trước,
hả, mình nói rất là yêu sản phẩm này kia, mình nói mạnh mạnh dạn thì để mình tư vấn. Thật ra Sâm rất là tốt, các anh chị Sâm Canada rất là tốt và rất là hiệu quả. Đó là lý do tại sao mà cái doanh số Sâm nó lên lên mỗi ngày và rất là nhiều người đón nhận, khách hàng rất là yêu thích và tái tiêu dùng rất là cao. Bây giờ giả sử như mình nói là cái Sâm đó, mình nhóm đối tượng khách hàng qua, nhóm đối tượng khách hàng bây giờ mình ghi ra danh sách, bây giờ 10 người xung quanh mình mất ngủ, hoặc là những người bây giờ mình đang ở độ tuổi là 30 mấy đi, thì mình có những người bạn ở tuổi đó thì mình hỏi thăm, hỏi han sức khỏe bố mẹ, và mình hỏi tới, mình khai thác nhu cầu. Còn nếu như những cái người đối tượng mình có thể là nói chung khách hàng mình ở khắp mọi nơi, các anh chị cứ gặp ai các anh chị chia sẻ đó, còn không các anh chị nhắn tin cho những cái người, nhắn tin cho những khách hàng gặp đó nha, nhắn tin người lạ quắc mà mình nhắn tin mình kêu mua xin vía rồi người ta chửi là chặn số luôn á. Còn mình nhắn tin khách hàng gặp là những người mà mình thân với mình, quen với mình nhiều, những người mà mình thấy là họ có những cái tiềm năng mà mua hàng thì mình nhắn tin là ví dụ chị ơi, anh ơi, anh ơi bên em có cái sản phẩm, anh ơi em biết cái sản phẩm này hỗ trợ mất ngủ hay lắm nè, anh có biết ai bị mất ngủ thì anh giới thiệu cho em nha. Cứ như vậy thôi, ai bắt ông đó mua hàng đúng không, mình nhắn như vậy. Nhưng mà mình biết rằng mẹ ông đó là đang bị mất ngủ, kịp không, mình nhắn cho cái ông đó hoặc cái bà đó hoặc bạn của mình nghe ngóng, mình biết hàng xóm của mình cái bà đó mất ngủ thì mình nhắn cho con bà, ví dụ vậy. Mình chỉ nhắn là em ơi em biết ai mà bị mất ngủ nhắn cho chị biết cái sản phẩm này hay lắm, trời ơi bữa trước mẹ chị cũng bị tình trạng giống như vậy hoặc là gì đó, nhưng mà uống vào thì rất là hiệu quả. Còn không á thì á, em giới thiệu cho chị có mấy cái sản phẩm này trải nghiệm là chị tặng họ để giúp cho họ. Nói chung là mất ngủ á, thì là rất là nguy hiểm, nếu mất ngủ trong thời gian dài tội lắm, nên nên là biết được ai thì mình chỉ cho người ta, làm ơn cho người ta mang ơn mình nữa em, ví dụ như vậy. Xong rồi mình sẽ tặng cho người ta một gói hai gói, có mất gì đâu, nhưng mà khi người ta uống người ta hiệu quả rồi người ta phải mua sản phẩm mình, tốt mình tự tin mình cho mình biết mình tặng là mình không có mất, thì mình làm như vậy đó. Cái cách là như vậy, đi nhắn tin, mình có thể áp dụng cái tin nhắn ra cho nhiều cái sản phẩm khác. Ví dụ như bạn biết ai mà bị những cái tình trạng nào đó thì nhắn cho mình, chỉ cho mình giới thiệu, ví dụ vậy. Thì người ta sẽ tự động là mình áp dụng những cái kịch bản nó ra là tự động là mình bán được hàng, nó không có khó. Bây giờ một ngày đó gặp ai là đều chia sẻ đó, mà chia sẻ phải có một cái, không có tự nhiên đi lên chợ thấy bà bán rau nói chị mua mua sâm không, sâm này tốt lắm nè, bà đâu có mua, mà mình phải lân la mình hỏi, thấy cái bà bán thịt đi mua thịt, mục đích mua thịt là để mình tiếp cận để mình đi bán hàng, nay mình mua tiệm thịt này ngày mai nhảy qua tiệm thịt khác mình mua, không phải là chỗ bà kia ngon hơn hay gì mà mình là qua mình mua một miếng thịt chừng 30.000 năm 40.000 cũng được, nhưng mà mình có câu chuyện mình nói. Trời ơi cô đi bán thịt thì chắc cô phải dậy sớm lắm hả cô hả, ví dụ như bà nói trời ơi, cực lắm con ơi, sáng là phải 3 giờ 4 giờ là phải dậy rồi đó, nói trời ơi cô giỏi á, ghê chứ, chứ như cháu dậy không nổi đâu, nhưng mà cô bộ cô có uống thuốc gì thêm hay sao cô khỏe vậy hay gì đó, cái nó trời ơi, khỏe gì đâu con ơi, tối ngày đau nhức rề rề chứ khỏe gì, ủa cô đau nhức làm sao đó hỏi tới, xong rồi bán qua cái sữa đau nhức hoặc là bán qua những cái sản phẩm chị đau nhức trong 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 công ty mình cả đầy đúng không, mình khai thác nhu cầu qua bà bán rau, bé nhà chị học lớp mấy rồi chị, chị có mấy bé, nhìn chị trẻ nè, mình khen người ta trước, mình coi mình lân la mình hỏi, xong rồi bà nói có hai bé rồi, trời ơi, em cũng hai bé của chị gái ăn trai đó, ví dụ bà nói là con chị đứa gái đứa trai chẳng hạn, trời ơi vậy 10 điểm hả chị ha, em hai đứa con gái mới 9 điểm này kia, con chị mấy tuổi rồi đó, em có cái này nè hay lắm nè chị, rồi dự đoán chiều cao nè chị điền đi, chị đọc đi em điền vô cho chị nha, rồi bả đọc thông tin mình điền tự động nhảy lên trên app mình nè, con chị nè chúc mừng nha, bé nhà chị nó đạt chuẩn rồi đó chị đó này kia, xong rồi mình đó mình trao giá trị, nếu như mình không bán canxi thì mình bán qua sản phẩm khác. Nói chung là gặp ai cũng cũng chia sẻ được, mình đi đổ xăng mình cũng có thể chia sẻ cho nhỏ bán xăng chẳng hạn, vô đổ xăng là em làm gì cực không đó, em làm như thế này là em làm mấy tiếng mỗi ngày đó, nói em làm buổi sáng chị, chị có cơ hội này nè, kinh doanh này hay lắm đó, em cho chị số điện thoại đi, có gì á hả chị chia sẻ cho, em không có rủi ro gì hết, mình không có bỏ vốn gì đâu đó, xong lấy số điện thoại về alo đó, rảnh rỗi buổi tối đó rồi tư vấn rồi mình cho người ta vô làm đại lý
Rồi xong, ví dụ như ngày hôm qua Thanh ở nhà thôi, có ông bán chổi, có thằng nhỏ bán chổi đi ngang nhà, hỏi là em bán vậy là em bán ngày kiếm được nhiêu. Nó trời ơi, đi cả ngày mà kiếm đâu được nhiêu đâu chị, mệt lắm vất vả. Nó là em ở đâu rồi hỏi han đó, rồi xong rồi giới thiệu, rồi cái tối cái nó vô BBB luôn, vô BBB tìm hiểu cơ hội kinh doanh, thấy hay quá ok đăng ký làm cộng tác viên. Nói chung rất là nhiều cách để các anh chị bán hàng và tuyển dụng, nhưng do các anh chị chưa khai thác, do các anh chị còn ì ạch mình không chịu làm, mà trong khi cái cơ hội thì nó trước mắt, tiền thì nó trước mắt và nguyên cả một cái tương lai ở trước mắt mà mình không làm, mình cứ lo, mình cứ tập trung mình nghe người này rồi mình nghe người kia, mình sợ cái này mình sợ cái kia, nhưng mà cơ bản là các anh chị đã vào rồi, các anh chị còn mất cái gì nữa đâu. Có 599 ngàn à, bán một hai đơn các chị đã gỡ lại rồi. Mà các anh chị bây giờ 599 ngàn, thật ra bây giờ mình đi ra ngoài mình kinh doanh cho các anh chị 599, đi ra ngoài các anh chị kinh doanh được cái gì, đi ra ngoài giờ bán cái gì, bán cái mở cái tiệm chả cá cũng hơn số tiền đó rồi, mà còn nắng mưa thất thường đó, rồi không lẽ là ngồi đó chôn thời gian đó. Còn giờ mình đã vô rồi thì mình cứ làm thôi, chứ còn nghĩ ngợi gì nữa. Cái nào không biết hỏi, chủ động chủ động chủ động hết trong mọi việc đó. Rồi mình bán những sản phẩm khác cũng vậy, sắp tới là Robby mình có bán gạo nữa nè, sắp tới Robby mình có bán điện thoại Apple nè, rồi bây giờ tã em bé thì có rồi, bây giờ xung quanh mình có đứa con nít nào không, nít nào mà nó đang xài tã mình tư vấn, tã nó tái tiêu dùng nhanh, kiếm vài ba mẹ bỉm sữa, rồi mình tư vấn xong bán tã xong chốt cái ba mẹ bỉm sữa nó vô làm luôn, xong rồi qua người khác, qua đối tượng khác. Mỗi ngày mình nên sáng tạo một cái kiểu khác, và mỗi ngày mình nên có một cái danh sách khách hàng khác, và mình cứ làm đều đặn như vậy là mình ra kết quả thôi các anh chị. Còn bây giờ bận thì ai mà chả bận, đâu có ai rảnh đâu, nhưng mà thời gian thì giống nhau, người nào cũng 24 giờ, cho nên là mình phải tận dụng thời gian thôi, tận dụng thời gian tối đa có thể, bớt cái thời gian mình lướt TikTok, bớt cái thời gian mình xem phim vô bổ, mình bớt cái thời gian mình tám chuyện với những người xung quanh, bớt cái thời gian mà mình ví dụ như mình tranh thủ thôi, ví dụ như sáng các anh chị, tại vì một số các anh chị ở đây nè, những cái người mà cần cần hiểu cần nghe thì họ lại không có chịu vào, cho nên là những cái chương trình buổi sáng các anh chị cũng không có học, rồi cơ bản là học thì cũng không có tập trung, rồi học xong rồi thậm chí cũng không có dùng, không có áp dụng thực hành, cho nên là dẫn tới là các anh chị cứ làm hoài làm hoài làm hoài á, nó cứ đi vào cái lòng vòng luẩn quẩn. Bây giờ cứ nhìn vô những cái sản phẩm giá cao rồi nói Robby giá cao không bán được, tại sao không nhìn những sản phẩm thấp đi đó, có những thứ có hai có ba 40 ngàn cũng có mà, rồi tất cả là đều có chiết khấu mà, mình nhìn để mình sử dụng đi, mình tiêu dùng đi, mình là tiêu dùng thông minh đi, rồi mình đi tạo cái tệp khách hàng cho mình, rồi mình đi chăm sóc sóc tốt những cái khách hàng cũ của mình đi, thì nó cứ ra điều điều. Bây giờ mình lên kế hoạch nè, bây giờ mình bán hàng xong mình lên kế hoạch mình đi tuyển dụng, tuyển dụng không biết tới đâu hỏi tới đó, ví dụ như tuyển dụng thì có cái nhóm hỗ trợ tuyển dụng đó, ví dụ bán hàng thì có những cái nhóm hỗ trợ của nhà cung cấp về tư vấn sản phẩm. Bây giờ sao mình không chủ động mình vô những cái nhóm tư vấn đó đó, để mình coi người này hỏi vấn đề này, người kia hỏi vấn đề kia, mình học luôn. Đó cũng là một cách học đó các anh chị. Bây giờ cái sản phẩm đó mình chưa xài, nhưng mà mình vô trong cái nhóm đó mình thấy người A hỏi à, chị ơi sao cái này muốn muốn sử dụng ví dụ cái nồi nồi cơm đi, bây giờ em muốn nấu cơm thì cái mực nước mình canh như thế nào cho cơm ngon. À, chị ơi bây giờ muốn nướng khoai thì thường khoai lang thì thời gian thường là bao nhiêu phút thì nó ngon. Chị ơi em muốn làm cái bánh phồng tôm này thì như thế nào, thì thay vì mình trực tiếp mình hỏi, mình vô mình đọc mấy cái câu trả lời của người ta đó, là mình cũng có cả một kho kiến thức rồi để mình tư vấn khách hàng, rồi vô những cái nhóm chia sẻ đó để học hỏi những cái công thức nấu ăn, rồi vô những cái buổi Zoom. Thực ra những cái buổi Zoom nó đều có những cái chương trình mini game á, có những anh chị vô mới vô làm cộng tác viên đóng 599.000 vô cái chương trình mini game trúng một cái hộp đông trùng hạ thảo 1,4 triệu, lời quá lời đúng các anh chị, vừa có sản phẩm trải nghiệm, vừa có sản phẩm để mà đi chia sẻ, và mình có sản phẩm để mình làm clip bán hàng luôn, hay dữ lắm luôn á. Cho nên là mọi người cứ chủ động thì đó, thì cơ bản thì trong cái buổi hôm nay là như vậy. Và xin vía thì các anh chị nhắn tin, Thanh có gửi trong cái khung trong cái nhóm là cái những cái câu mà cái câu mà sao rồi ta, để mở lại cái slide nãy thoát ra giờ mất tiêu hết trơn, chờ chờ Thanh chút xíu. Cơ bản là sao rồi ta,
Các anh chị nào mình có hỏi gì mình có thể giơ tay lên mình hỏi luôn rồi để hỗ trợ luôn các anh chị, đặc biệt là mấy anh chị mới á, mình còn đang hoang mang không biết làm sao. Bình thường ngày nay lễ á, nghỉ nên mình có thời gian á các anh chị, cho nên là cứ tận dụng nha, chứ bình thường là mọi người ai cũng đi làm xuống không có thời gian đâu ngồi. Để anh mở lại cái slide đó, sẵn nói luôn. Ở đâu rồi ta? Chờ chờ anh tiếp. Anh chị nào có câu hỏi gì thì mình cứ nhắn lên khung chat các anh chị. Mình nhắn lên khung chat đi, hoặc là mình có thể giơ tay để mà mình được hỗ trợ các anh chị. Đây. Các anh chị nhìn thấy màn hình Thanh chia sẻ chưa ta? Đây, ngày nay các anh chị làm cái nhiệm vụ ngày nay thì mình lên kế hoạch. Hồi nãy mình qua mấy cái slide đâu ta. Các anh chị nhìn thấy không? Nó hơi nhỏ hả ta? Để mở lên, phóng to lên. Cô mở chế độ thuyết trình. Đây. Cái này là bữa là mentor Lê Sự có hướng dẫn á. Ví dụ các anh chị là người mới thì ngày nay các anh chị đăng bài khai trương thì tận dụng bài khai trương để mình ra đơn nha các anh chị. Ví dụ như là bài khai trương thì có mẫu hết rồi đó, các anh chị hỏi người hướng dẫn á, để được lấy cái mẫu đó với lại là làm cái banner khai trương đó. Thì á, bên cạnh là cái việc mình đăng bài khai trương, mình có thể nhắn thêm một số người, mình có thể ghi ra khoảng tầm 20 người mình nhắn tin các anh chị đó. Ví dụ như mình có thể là chị ơi nay em bắt đầu kinh doanh sản phẩm này nè đó, chị cho em tí vía may mắn hanh thông, làm gì cũng thành công, mở hàng giúp em này kia, thì cái ngày đầu tháng không ai nỡ từ chối các anh chị. À, một món nhỏ cũng được nữa chị, ví dụ như là mình học bắt người ta mua món lớn, mua chừng 5-70 ngàn cũng được đó. Hoặc là ví dụ mình đang muốn bán sâm thì mình có thể ghi là chị ơi mua 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 sâm về bế bố mẹ đi này, ai mà uống cái này thì cũng ăn ngon ngủ khỏe gì đó kiểu vậy. Rồi đó đó, mình cứ 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 tùy theo sản phẩm mà mình nghĩ ra cái câu gì đó cho nó lịch sự để mà mình nói cho người ta, và người ta không có cảm giác là mình kêu người ta mua hàng gì hết các anh chị ha. Hoặc là có những cái chương trình khuyến mãi các anh chị cũng tận dụng được nè, chẳng hạn như của Cu Chen thì bây giờ gia hạn qua tới ngày mùng 10 á, các anh chị xem coi, tại vì người ta tới ngày đó là tầm đó là người ta có lương á, cho nên là mình phải tận dụng tối đa nha. Còn ngày hôm nay các anh chị bằng mọi cách các anh chị nhắn 20 người đi, thế nào cũng có đơn các anh chị, thế nào cũng có đơn. Các anh chị có thể nhắn theo cái dạng khi nãy, hoặc là những cái dạng mẫu này dạng khi nãy, vì ví dụ như các anh chị nhớ là nhắn cho cái đối tượng là khách hàng gặt nha, khách hàng gặt khác nha, gieo khác nha. Khách hàng gặt là mình những cái người mà thân quen với mình dữ lắm á. Chứ còn mà dạng như người lạ quắc mà mình nhắn lên người ta chặn luôn á. Những cái người lạ thì mình lại nhắn theo cái kiểu khi nãy, ví dụ như mình nhắn là những cái người đó là mình cũng phải có tương tác nha, tương tác ví dụ như giờ mình mục tiêu của mình là ngày mai ngày mốt mình sẽ nhắn những cái người này, thì ngay bây giờ mình vô Zalo Facebook của họ mình tương tác, mình like bài, mình like bài họ đi, hoặc là mình hỏi thăm gì đó lần lần đi, thì tầm chừng 3-4 bữa thì mình nhắn. Chứ còn mình đang ngưng một thời gian là nửa năm nay mình không có liên lạc thì tự động cái ngày mai cái mình nhắn cái là không được đó. Mình đi vô vô cái Facebook á của họ, ví dụ họ đăng bài gì vô mình like một cái, vô like xong cái mình có thể là ví dụ hình đẹp mình khen một cái đó, rồi mình chúc cái gì một cái, sinh nhật họ mình chúc một cái hay gì đó. Nói chung là mình đang làm cái động tác đó là mình kết nối lại, mình tương tác. Sau đó 3 đến 5 ngày sau bắt đầu mình sẽ giới thiệu về về mình bán hàng vô, mình nói tự nhiên vô chứ không phải áp vô một cái lèo luôn, thì nó gây ra một cái là khó chịu, cho nên là mình phải từng bước ha. Rồi từng cái dạng này mình sẽ có những cái tin nhắn khác nhau, các anh chị có thể áp dụng ngày nay đi, lọc ra 20 người đi các anh chị, mình cứ tự tin mạnh dạn mấy. Nếu như mình có những cái sản phẩm rồi mình có thể chụp hình kèm theo, hoặc là mình có thể là
gửi thêm thông tin. Rồi những anh chị nào đại lý thì mình được tạo cái đường link quảng cáo đó, link affiliate á, mình trải nghiệm đi, mở vô tạo cái đường link đó để mình gửi cho khách hàng. Thì khi mà tạo cái đường link đó thì khách hàng vô đó người ta thấy đầy đủ luôn, từ cái feedback khách hàng rồi từ cái sản phẩm, rồi mình thấy được những cả những cái giấy tờ được của sản phẩm luôn, mình thấy được hướng dẫn sử dụng tất tật trong đó, thì tạo những đường link đó mình gửi cho khách đó. Thì hiện tại công ty mình cũng có hỗ trợ cái phần mà sổ tay bán hàng nữa, giống như mình tạo một cái fanpage riêng về bán hàng á, cái đó thì hiện tại thì mình đăng ký thì công ty sẽ làm, nhưng mà cái đó thì hiện tại thì cũng còn đang trong cái từng bước đầu, cho nên là mình còn phải đóng phí hàng tháng. Giống như cái sổ tay bán hàng là giống như là mình có nguyên cái website riêng của mình đó, mình gửi cho khách hàng thì khách hàng có thể tự động lên cái website bán hàng của mình để mà lựa chọn những cái sản phẩm mà họ mua, và họ tự lên đơn trên cái app đó luôn. Xong đó là mình nhìn thấy là mình sẽ lên 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 app Shopee, mình lên đơn là xong. Đó, đó là một trong những cái mới của bên mình nữa. Nhưng mà cái đó thì các anh chị cứ tận dụng cái mối quan hệ xung quanh trước, rồi những cái kênh khác nhau, rồi đăng bài nó cũng phải có cái quy trình đăng bài. Mình sẽ học nhờ lại những cái Zoom mà dạy về đăng bài như thế nào, làm thế nào để tương tác, gắn hashtag như thế nào, làm video clip như thế nào. Nói chung tất cả mọi việc đều có hướng dẫn, và có những cái buổi Zoom học tập, và những cái bài trên YouTube mình có thể cài lại. Nếu anh chị nào có nhiều thời gian, mình có thể cài YouTube, mình đang yếu về cái điểm nào mình lên YouTube mình cài xong mình áp dụng mình làm thôi, cứ vậy thôi đó. Cứ người nào mà tập trung làm nhiều thì người đó mau thôi. Chứ còn giống như các anh chị đi học đại học mà bây giờ chưa học gì, giờ mới có nhập vô thôi, mới có đăng ký vô học đại học mà để ra làm giáo viên, mà mới có vô bữa đầu tiên các anh chị đòi anh chị làm giáo viên thì sao làm được, các anh chị phải học mà. Thì cái này nó cũng y chang vậy. Bây giờ cái này nó không phải là giáo viên mà nó là bán hàng chuyên nghiệp đó, là những cái người bán hàng chuyên nghiệp. Giờ muốn trở thành chuyên nghiệp thì bây giờ mình phải có một cái quá trình để mà mình làm từ từ chứ. Bây giờ mình làm từng bước. Ví dụ như giờ các anh chị học cái nghề giáo, cái nghề bác sĩ thì là 7-8 năm, 6-7 năm chứ. Còn cái học nghề giáo ra thì 4 năm. Nhưng mà học cái Shopee này có 1-2 tháng mà các anh chị không làm được thì uổng lắm, đúng không? Cái kia thì nó mất thời gian dài mà ra chưa chắc có việc làm, mất một cái thời gian dài đóng mỗi năm nhiều tiền, ra chưa chắc gì có việc làm ổn định, về chưa có tương lai, không biết lên lương bao lâu mới lên, rồi chưa kể là nhiều khi còn phải này kia nữa mới được cái chỗ làm, coi như gọi là có chỗ làm thôi chứ còn không phải là chỗ làm chất lượng nữa. Còn bây giờ các anh chị bán hàng, các anh chị tham gia vô đây, các anh chị cứ tưởng tượng giống như mình đang tham gia vô một cái ngôi trường đại học thực chiến kinh doanh. Nhưng mà cái trường đại học này các anh chị mất thời gian học tập trung trong một cái thời gian thay vì cái kia 4-5 năm, bây giờ cái này 1 năm hả, thì các anh chị còn chần chờ gì nữa mà không lo mà học. Học xong tới đâu thì thực hành tới đó. Còn cái kia học lý thuyết không à. Còn này học nay học mai thực hành, nay học mai thực hành, nay học mai có tiền, mai học mốt có tiền, mốt học kia có tiền. À, nay tiền ít, ngày mai tiền nhiều, nay được 100.000 cái đơn này, mai 400.000 cái đơn nọ, mốt 7 triệu cái đơn khác, dù vậy. Còn cái kia mình học lý thuyết không, đúng không? Rồi mình còn phải đi thực tập. Thực tập xong rồi ra rồi đi làm tập sự xong rồi mới lên lương, 3 mấy năm mới lên được các kiểu đó. Thì tùy các anh chị, công việc này nó không bắt buộc các anh chị full time, nó chỉ dành một ngày 2-3 tiếng thôi, hoặc 1-2 tiếng thôi là các anh chị đã có thể làm được và duy trì. Các anh chị làm lâu là các anh chị lên, các anh chị làm đúng đủ điều là các anh chị nhanh có kết quả đó. Thì mình cứ thế mà mình làm thôi các anh chị. Còn mọi sự hỗ trợ thì mình luôn luôn có người hỗ trợ, mà tại mình không tận dụng thôi. Vậy ha các anh chị, trong buổi sáng hôm nay thì có những cái nội dung như vậy, thì hy vọng rằng sau cái buổi chia sẻ của Thanh thì các anh chị mình có thể hiểu ra được phần nào cái giá trị của cái công việc mình đang làm, và mình có cái cách làm điều chỉnh để mà mình có thể là mình đừng có lòng vòng mất thời gian, và mình có thêm cái năng lượng để các anh chị có thể tập trung và phát triển tốt ở cái môi trường này, và lên mục tiêu ngay ngày 1 tháng 1 năm nay đi, để mà mình xem mục tiêu năm của mình nè. Mình xem cái mục tiêu năm của mình là đây, mục tiêu mình phải lên nha các anh chị, mục tiêu năm, mục tiêu tháng, mục tiêu ngày. Bây giờ trong năm nay mục tiêu của tôi là tôi sẽ lên code 1 sao, code 2 sao, code 3 sao. Rồi chia ra 12 tháng để lên được cái code đó thì cần cái gì. Rồi lên cái mục tiêu hàng ngày. Mục tiêu hàng ngày các anh chị, cái ai mà học 5 giờ sáng là cái cách lên mục tiêu các anh chị làm rất là tốt. Còn ai mà không có vô 5 giờ sáng giờ nói mục tiêu các anh chị thấy giống như là lạ lắm, không có biết về cái này. Là do mình không học á.
vô mình học cái mục tiêu là phải các bước lên mục tiêu thì phải như thế nào nữa, đúng không? Đó, rồi mục tiêu chia nhỏ như thế nào, rồi nó phải là rõ ràng cụ thể ra làm sao, số lượng kiểu nào, rồi thích ứng nhân nhân nhân, nó có hết, tôi không có thiếu cái gì luôn các anh chị. Đó, cho nên là mình chủ động hết nha các anh chị ha, chủ động. Rồi bây giờ các anh chị nào có câu hỏi gì thì các anh chị cứ đặt đi để mình hỗ trợ thêm. Ở đây cũng có rất là nhiều mentor với lại coach có kinh nghiệm nè, họ sẽ chia sẻ với mình. Hoặc là các anh chị nào mà có những cái bí quyết nào hay, các anh chị cũng có thể chia sẻ để mà Khanh cũng như mọi người có thể học hỏi. Cái hay của Ruby là như vậy các anh chị, mình sẽ học hỏi lẫn nhau, ai cũng giỏi hết nhưng mà mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh riêng, và cái việc của mình là mình lắng nghe và mình học hỏi và mình làm thôi. Rồi các anh chị nào có câu hỏi chúng ta đặt câu hỏi vô khung chat, chúng ta giơ tay luôn các anh chị. Rồi. Cứ bị không tin. Chị tiếc là cứ bị không tin, chưa chia sẻ. Bây giờ người ta không tin, mình làm cho người ta tin. Người ta không tin là vì cái gì? Người ta không tin về chất lượng sản phẩm, hay là người ta không tin về cái giá cả, hay là người ta không tin mình. Đó, mình phải xác định coi người ta không tin cái gì để mình giải quyết cái đó. Coi bệnh chỗ nào mình chữa chỗ đó. Bây giờ không tin về cái sản phẩm, thì nếu như cái sản phẩm đó mình có thể đưa những cái feedback của khách hàng ra cho họ. Bây giờ mình không trải nghiệm nhưng mà người trong Ruby trải nghiệm nhiều, mình có thể xin feedback, mình có thể là cho họ vào cái, cho những cái video clip thực tế, hoặc là những cái sản phẩm mà mình có thể trong tầm tay của mình có thể cho họ trải nghiệm đó. Ví dụ như cái MewTalk đó, mình cho trải nghiệm cũng được, nó gói gì uống là nghe cảm thấy cái bụng nó nhẹ liền trong cái lần đầu tiên á mình uống, rồi này kia nữa các anh chị. Rồi, có ai hỏi gì không các anh chị? Thực ra là rất là mong muốn những người mới, cộng tác viên, đại lý mới, để họ có thể là họ hiểu ra và họ có thể làm. Nhưng mà ở đây thì ta thấy là những người mới thì họ lại không vào. Ở đây không biết còn ai người mới còn ở đây không? Để nhìn qua, nãy giờ mình cũng chưa có nhìn qua một vòng. Đó, ra hết rồi. Có thể là họ có công việc cũng nên. Rồi, vậy có ai hỏi gì không các anh chị? Còn ai có câu hỏi gì nữa không? Hướng dẫn tạo link quảng cáo thì vào chỗ nào? Chắc là link affiliate Hà Thanh. Đúng rồi, đúng rồi. Giới thiệu toàn bị kêu sản phẩm đắt quá. Cái thứ nhất là tiền nào của đó, thứ hai là cái giá nó sẽ tương ứng với cái giá trị sản phẩm. Bây giờ một cái mà nó phải hỗ trợ mình cả cái tiện nghi, ví dụ như bây giờ một cái nồi chiên chẳng hạn, mình có thể thay thế được cái chính cái thiết bị nhà bếp thì nó sẽ khác với một cái mà mình thông thường chứ. Nói chung là phải hiểu kiến thức sản phẩm thì mình mới khai thác được cái này để mình nói với khách hàng, giống như anh nói lúc đầu về cái máy lọc nước, hoặc là về những cái sản phẩm nước rửa chén rồi vân vân, hoặc là những cái sản phẩm khác. Thay vì những cái sản phẩm khác mình nó rẻ nhưng mà mất nhiều thời gian nó mới hết, nó mới hiệu quả. Như một sản phẩm nó cao tiền nhưng mà nó hiệu quả nhanh, gọi là sản phẩm mà nó có cái chế độ dịch vụ phục vụ bảo hành đồ nó đầy đủ, hàng chính hãng rồi phụ kiện chính hãng thì nó sẽ khác với cái hàng tào lao chứ. Bây giờ ra ngoài mua nó bảo hành miệng không á, chứ làm gì bảo hành thiệt. Nhiều khi bảo nói vậy thôi chứ nhiều khi cái khâu bảo hành của nó phức tạp quá, rồi mình mua nhiều khi mình là cái người khách hàng mình mua mình cũng giục luôn, chả thấy. Giống như hành này anh mua hồi trước á, là mình mua chẳng như mua tủ lạnh chẳng hạn, để tới chừng mà nó trục trặc cái gì đó, có khi nào đi vô cái cửa hàng điện máy mà kêu nó bảo hành đâu, kêu ông thợ sửa cái bên lại sửa không, kiểu vậy. Cho nên là nó chỉ bảo hành miệng, tại vì một số những cái cửa hàng người ta nhập hàng dạng như giống như là hỏng dạng như lậu á, thì nó đâu có thuế, rồi nó cũng không có kiểu là có những cái chế độ bảo hành hoặc là cái phụ tùng chính hãng để thay đâu. Cho nên là mình mua đó mình phải chấp nhận rủi ro. Còn cái này mình được hỗ trợ mà. Ở đây á, cái bảo hành của Cu Chen đặc biệt rất là hay luôn nha các anh chị, rất là đầy đủ luôn. Đó. Ví dụ như Thanh có cái một người khách xài cái con robot, nhưng mà do cái người khách này làm rớt. Nó không do là do họ. Nhưng mà còn trong cái thời gian bảo hành á, khi mà mình lên
bảo hành đấy, bên bên phía cô Chen vẫn bảo hành đồ đầy đủ và phí rồi người ta chịu hết. Bây giờ mình có gì đâu mà lo, bảo hành hai đầu có công ty đó, mà cứ có gì thì mình cứ gọi thôi, gọi điện người ta hỗ trợ hết. Nói chung là mình không phải lo về cái lai hàng cô Chen với lai hàng lọc nước, hai cái lai hàng mà có cần cái bảo hành này là rất là ok. Còn lại những cái sản phẩm khác như bán son đi, bây giờ một cây son thì nó có cái bảo hành chất lượng đó. Nếu một cây son đó là mà không giống như quảng cáo, chất lượng không như quảng cáo thì người ta đền 5 triệu đồng đó. Mua cây son có 215.000 đền 5 triệu đồng đó. Nếu như mà mình nói sản phẩm không tốt vậy thì người ta muốn có tiền dễ lắm. Người ta gom son nó đi rồi người ta đi tìm cái chỗ đó để người ta đi lấy mỗi cây 5 triệu lại cho người ta kiếm tiền, đúng không? Cho nên là trong cái thùng hàng của Ruby lúc nào cũng có giấy bảo hành về chất lượng, người ta kiểm tra, người ta được quyền kiểm tra đồ này kia mà, cho nên là đâu có gì đâu lo. Sản phẩm mà kêu đắt thì đúng rồi, tiền nào của đó mình cứ nói thôi. Bây giờ chọn mua trên những cái trang mạng khác không rõ nguồn gốc, uống vô tiền mất tật mang thì cũng vậy thôi. Cái tạo link quảng cáo thì bây giờ chia sẻ ra. Chờ anh con chia sẻ cái mình. Ủa không có anh chị nào hỏi gì không? Ta không hỏi thì để anh chia sẻ cái phần này nữa thì mình end zoom. Mình vô ngay chỗ Google, các anh chị gõ ruby.vn. Để chia sẻ màn hình cho dễ. Nè, các chị gõ ruby.vn nè. Đó cái trang của nó nè, bấm vô. Cái trang này mình cũng có thể gửi cho khách hàng xem nhiều sản phẩm, nhưng mà tạo link thì mình cứ đâu rồi ta? Nó có link affiliate luôn nè, nhưng mà vô đây nè. Nó có cái dấu ba chấm. À, cái nút này nó che. Nút này nó che ta. Rồi nhìn nè, các anh chị thấy cái chữ affiliate nè. Chọn vô, đó nó đã có để tạo link nè. Mình gõ cái user mình vô. Cái nào của ai là của người đó, nên ví dụ mình lấy cái link của người khác mình gửi cho khách là khách người ta để thông tin lại là nó nhảy về app của người khác đó nha. Cho nên là của mình là mình tạo cái nick của mình, số điện thoại của mình. Rồi mình chọn sản phẩm mình cần tạo link. Ví dụ như mình muốn bán sản phẩm gì mình chọn cái đó. Ví dụ như mình muốn bán sữa non đi, sữa non của Lotte nè. Đó, hoặc là muốn tùm lum hết này nè, có đó. Cherry nè, đó, xuất cái nào thì chọn cái đó thôi. Lan tỏ mùa Tết nè, là cái link này là link tuyển dụng nè, mọi người cũng có thể đăng để tuyển dụng. Ví dụ như mở cái tảo đi. Rồi bấm chữ tạo link là nó ra link, nó để chữ copy nè, sao chép thôi, rồi xong rồi mình qua Zalo. Mình qua cái Zalo mình gửi. Rồi ta. Từ từ. Đó mình copy xong mình qua Zalo mình gửi. Cái Zalo trong máy thì nó đâu mất tiêu rồi, từ từ. Qua gửi, ví dụ như Thanh gửi trong khung chat nè, mọi người vô mọi người có thể mở ra được. Đó. Nó ra giống vậy á. Khi mà mình gửi cho khách mình cũng gửi qua tin nhắn, hoặc là mình đăng bài mình có thể để trong khung chat thì nó sẽ ra cái đường link như vậy. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, nó sẽ ra giống vậy nè. Kéo xuống. Nó có để là thành phần nè, nó có để là này kia đầy đủ hết luôn nè. Đó. Món quà sức khỏe gì nè, đó, rồi feedback khách hàng nè. Rồi, mình có cả truyền thông, rồi mình có cả những cái công nhận bởi
Ví dụ như cái tảo này thì được công nhận bởi cái tổ chức lương nông thế giới FAO nè, hoặc là FDA của Hoa Kỳ nè, rồi nhiều cái tổ chức khác công nhận cái chất lượng sản phẩm nè. Thì khi khách hàng người ta vô đây, người ta đọc, người ta thấy thông tin là người ta sẽ rất là an tâm, và người ta sẽ hiểu ra cái giá trị của sản phẩm, cũng như là hiểu được rất là nhiều cái kiến thức khác xung quanh cái sản phẩm này, rồi người ta quyết định người ta mua hay là không mua. Nếu như mua thì người ta có thể để lại thông tin trong cái phần là họ tên, số điện thoại, địa chỉ này nè, sau đó là người ta sẽ để lại đây, thì tự động trên app của mình nó sẽ nhảy lên, trên app của mình nó sẽ nhảy lên báo cho mình biết là có khách hàng đang quan tâm tới sản phẩm này, đang cần cái nhu cầu về cái sản phẩm này, cho nên là mình hỗ trợ, mình tư vấn thôi là xong đó. Đó là cái hỗ trợ của công ty về cái việc là quảng cáo cái sản phẩm đó các anh chị. Còn ví dụ tuyển dụng mình cũng có luôn, mình cũng có link tuyển dụng đó, mình cứ làm thôi, mình kéo xuống mình thấy là cái yêu cầu gì thì cứ lấy. Rồi các anh chị nào có muốn giao lưu gì không, hoặc là có hỏi gì mình bật mic lên mình hỏi các anh chị. Thấy tối hui hết, không biết còn đem hay đi nấu cơm hết rồi. Đây nói có bà Tùng với ông Hòa nghe. Có ai hỏi gì không mọi người? Nguyễn Thị Tạo, mình nếu mà giới thiệu những cái sản phẩm mà đắt mà họ chê đắt á, thì mình mới bạn nên chọn những cái sản phẩm mà gọi là thiết thực mà giá nó cũng thấp. Ví dụ như là sữa tắm này, sữa tắm mình nhập khẩu từ Hàn Quốc mà chai 500ml mà có 268.000 thôi. Cái này là hầu như là gia đình nào cũng cần, mình có thể là tiếp cận những cái sản phẩm ít ít tiền như thế này. Thứ hai là những cái sản phẩm mà liên quan tới các bé, ví dụ như là các loại sữa này, hoặc là các những cái sản phẩm mà ví dụ như cho trẻ biếng ăn hoặc là phát triển về chiều cao, nó chỉ có tầm 300, 350, 400 ngàn đổ lại thôi. Cái đó cũng là khá dễ tiếp cận. Thì cái này thì mình mới thì mình cũng không nên là đi liền vào trong cái sản phẩm, những cái sản phẩm đắt tiền, ví dụ những cái sản phẩm mà của Kuchen hoặc là những cái sản phẩm mà của Lọc Nước á, thì nó đắt đắt nhưng mà mình phải biết được là không có cái gì mà rẻ mà nó lại chất lượng hết, đúng không? Mình cứ phải tiếp cận từ từ, nó cái nào nó cũng có cái giá của nó. Mình có thể là mới đầu mình tiếp cận những cái sản phẩm mà rẻ trước đó cho khách hàng quen, sau đó thì mình bắt đầu là, hoặc là mình cũng có thể là chia sẻ những, mình cũng không phải là tất cả các khách hàng mình đều đi chia sẻ những cái sản phẩm giống nhau. Mình phải tùy vào cái tệp khách hàng của mình. Ví dụ như với những đối tượng mà có nguồn thu nhập thấp, hoặc là ví dụ công nhân, thì mình chia sẻ những cái sản phẩm mà thực tế giá bình dân, hoặc là những cái khách nào mà có thu nhập cao khá giả hơn chút xíu thì mình mới chia sẻ những cái sản phẩm của Kuchen hoặc là những cái Lọc Nước, ví dụ thế ha. Thì khi đó thì họ sẽ không có thấy đắt, và bản thân mình khi mình chia sẻ mình cũng không có ngại về cái việc là giá cao quá. Tại vì trong này là giá cao thì nó sẽ đi kèm với chất lượng, có bảo đảm về chất lượng, bảo hành về chất lượng, có giấy tờ đầy đủ. Hôm nay có khách nè, vừa nấu ăn. Chị Thúy Trần, chị là sáng ra là chị làm ào ào à, vừa có đơn liền à. Đó có nghĩa là khi mà mình đã xây dựng được cái thương hiệu của mình rồi, thì khi đó là họ cần cái gì là họ thấy gọi tới mình. Chúc mừng chị nha. Chị gửi cái hình lộng lẫy đây cho em làm banner cho chị nào. Tùng sẵn lát làm giùm cho Hùng cái luôn Tùng. Rồi ok. Gửi hình vừa cho. Rồi chắc không ai còn hỏi gì thì có gì đi rồi có gì buổi khác. Hẹn gặp mọi người buổi khác. Thùy Nhung vào Google gõ và điền user của mình là được hả chị? Vào trong đó thì nó chỉ vào cái link affiliate thì nó chỉ điền 3 thông tin. Một là user, hai là số điện thoại và ba là cái sản phẩm mình lựa chọn mình cần tạo link thôi. Ha Thùy Nhung ha. Rồi. Hình như các anh chị mới ở đây là gần như là tắt cam, chắc là đi ăn cơm, đi nấu cơm hết rồi, không còn ai có câu hỏi gì nữa. Thì mình sẽ end zoom ở đây ha. Chúc các anh chị một năm mới thật là may mắn, thật là vui vẻ, hạnh phúc và thành công tại Robby ha.
Rồi, chúc cả nhà chúng ta năm mới, chúng ta lên mục tiêu và bắt đầu chúng ta chiến. Mọi người giờ chúng ta cố gắng để mà hoàn thành mục tiêu trong 2023 này nhé. Chúc mọi người hôm nay ngày 11 đầu năm thì bảo đơn nha. Cảm ơn chị Hà Thanh rất là nhiều, cảm ơn chị Tùng ạ. Rồi, ok, cảm ơn. Mình tận dụng cái những cái ngày đầu năm này này, mình đi chia sẻ, mình đi gọi là gì nhỉ? Kinh tế Mở hàng đấy, ha, như Hà Thanh đã chia sẻ đấy. Đi mọi người. Lên nguyên tháng 1, tháng 1 là tháng Tết nè, tháng này mọi người có lương, ai cũng nhu cầu mua hàng. Nếu được mình có thể là mình thủ sẵn một vài món mà dạng như trong tầm tay của mình để trong gia nhà, dù khách tới mình có thể chia sẻ bán luôn, trực tiếp cũng được nữa. Dạng như mình đừng có lấy nhiều, những cái sản phẩm nào mình đang sử dụng mình thấy ok này, hoặc là mình có thể lấy một hai cái đó mình để. Ví dụ như dịp lục nè, thường là Tết Thanh cũng lấy một hai chai, ba bốn chai về đó. Rồi ví dụ như mình nhà mình cũng uống mỗi ngày, nhưng mà Tết nếu mà có khách từ tới mình chia sẻ được thì mình bán trực tiếp luôn, rồi mình mua lại cái khác các kiểu vậy, gói đầu vậy, sâm rồi đó, mấy cái sản phẩm mà dễ bán, sản phẩm mà tiệp khách hàng đông á, hoặc là canh những cái khuyến mãi đó mình lấy trước. Ha mọi người, chúc mọi người có một cái ngày đầu năm, ngày ngày nghỉ vui vẻ rồi bảo đơn. Rồi bây giờ cứ lên danh sách khách hàng và cứ đi nhắn tin làm đúng đủ điều đi mọi người. Làm thử đúng đủ điều, thử 30 ngày coi có kết quả không. Rồi bây giờ làm nóng mối quan hệ đi, bây giờ đi chúc Tết những người thân đi, chúc Tết những người quen người thân mình đi. Đó, xong rồi mình bắt đầu mình bắt chuyện rồi bắt đầu mình sẽ khai thác cái nhu cầu của nhà của họ, rồi bắt đầu mình mới mới mời hàng. Nó cho nên mình phải làm nóng mối quan hệ rồi mình phải khác được họ đang có nhu cầu gì, mình phải hiểu được họ đang có cần những cái gì mình mới tư vấn được. Đó. Với Tết nè, mà mấy cái khách hàng mà trung thành á, mình nên có cái món quà gì tặng nhỏ nhỏ cũng được, nhưng mà mình tặng những cái sản phẩm Rappi á để người ta sử dụng, cái bắt đầu người ta thấy ok cái đó, người ta mình ta tái tiêu dùng, cái khúc sau mình bán kiểu vậy. Cho những cái sản phẩm nhỏ nhỏ tiền á, cho một cái hộp mì cũng được, hộp cẩm mà 287.000 đó, tặng ngượng hộp. Nếu như mấy khách hàng mua cu chen rồi đó, tặng cho họ, ví dụ mua robot rồi tặng cho chai lau nhà, mua nồi chiên tặng cho chai rửa chén, mấy cái người mà mua máy rửa chén rồi này kia đó, tặng tùy theo cái giá trị sản phẩm nó cao thì tặng cái món quà được được xíu, hoặc là mua những cái phần quà chừng cái phần mà 300.000 đó mình tặng cũng có ý nghĩa. Nói chung là có cái sự kết nối thôi, chứ còn quà lớn nhỏ không quan trọng, là người ta cũng vui rồi, ta được sự quan tâm là vui. Rồi vậy em zoom ha Tùng ha. Rồi ok anh zoom đi ha. Rồi chào các anh chị ha. Bye bye ha. Chúc Hòa một năm năm nay là thành công Hòa ha. Ok chị, năm nay hẹn nhau ở Năm nay nhất định phải chia 12 nhá Hòa nhá.